Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Trư Bộ truyện được chuyển thể trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube VOV Nghe là Mê Trong quá trình dịch thuật, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ Nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn Bay tới không phải tiền đình thời đại tu sĩ, mà là một mảng lớn tiền đình thời đại di tích bên trong tự thành một giới. Những này tiền đình thời đại cường giả, là dự định dọn nhà đến tam giới A. Hỏi qua nơi đây chủ nhân không có, tổ thần không nhanh không chậm, đưa tay vạch một cái, liền gặp vô lượng tinh không ở phía trước sinh ra, vô số ngôi sao phi tốc đi xa, đem tầng không gian tầng kéo ra, để những di tích kia khoảng cách càng ngày càng xa. Bây giờ, hứa ứng bổ thiên bổ đạo, để tam giới đạt được hồng nguyên hạch tâm, trở nên càng thêm rộng rãi, hắn tu vi cũng nhận được nghiêng trời lệch đất tăng lên, thực sự hùng hồn không gì sánh được. Hứa ứng chỉ lại yêu cầu hắn ngăn trở những này tồn tại tiền sử, cũng không yêu cầu hắn cùng đối phương tác chiến đối chọi, bởi vậy hắn hết sức yên tâm. Nhưng mà sau một khắc, một tòa di tích hào quang tỏa sáng, đem phía trước vô lượng tinh không trồng chất, tinh không xếp đứng lên, tinh thần trở nên dày đặc không gì sánh được, di tích cùng tổ thần khoảng cách lập tức vô hạn rút ngắn. Tổ thần hư lạnh một tiếng, các hạ muốn cùng ta đấu pháp. Vô số ngôi sao kia lập tức biến thành hắn phân thân, tiền đình di tích xâm nhập hắn phân thân bên trong, chỉ gặp tinh quang không ngừng tụ tập, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, bắt lấy tiền đình di tích. Tiền đình di tích một cỗ hắc khí tuôn ra, đem bàn tay kia chấn vỡ. Tổ thần lông mày phất phới, linh quang trường mi không ngừng kéo dài, đâm vào trong di tích kia, không sợ hắc khí ô nhiễm, đem di tích kia định trụ, trầm giọng nói các vị đạo hữu đều là đại nhân vật, làm gì khó sự tam giới chúng sinh. Trong di tích kia truyền đến đạo ngữ, thanh âm rất nặng, chúng ta cũng là vì cầu một cái nghỉ lại sinh tồn chi địa, còn xin đạo hữu tạo thuận lợi. Tạo thuận lợi, tổ thần cười lạnh nói, các người người mang dị đạo, mục nát không chịu nổi, nếu là rơi vào tam giới, ô nhiễm thiên địa đại đạo không nói, đem kiếp vận kia cũng đưa đến tam giới, không biết muốn chết bao nhiêu người. Như thế nào cho người tạo thuận lợi, di tích kia một thân ảnh chậm rãi hiển hiện, mang theo nặng nề không gì sánh được cảm giác áp bách. Sắc mặt hờ hững nói, tam giới lúc đầu chính là chúng ta tìm được hồng nguyên, đại đạo chủ mở hồng nguyên, tam giới lúc này mới sinh ra. Tam giới, nguyên bản là để dùng cho chúng ta tịch kiếp, khi đó còn không có các ngươi. Nếu bàn về tới trước tới sau, cũng là chúng ta tới trước, các ngươi sau đến. Mặt khác di tích theo sát mà tới, tổ thần hư một tiếng, tay áo dài bao trùm, đem vô lượng thời không bọc vào tay áo. Hồng nguyên hạch tâm dung nhập vào tam giới đằng sau, hắn pháp lực gần như vô cùng vô tận, cái này từng tôn trở tiền đình bất hủ di tích, lại bị hắn rộng thùng thình không gì sánh được ống tay áo hết thảy giữ được. Từng tôn di tích chi chủ nhao nhao thức tỉnh, ngước đầu nhìn lên, nhưng gặp tinh không như vòng, sán lạn không gì sánh được, đem bọn hắn vần quanh, hình thành một cái ống tròn. Ống trên vách, tinh thần vô số kể, lít nha lít nhít, hình thành không thể đột phá lạch trời. Đạo hữu ngươi là đại đạo chủ mở tam giới sau hình thành thần chỉ, tính mạng của ngươi là đại đạo chủ giao phó cho, không cần chấp mê bất ngộ. Cái kia từng tôn di tích chi chủ riêng phần mình xuất thủ, đột nhiên tổ thần tay áo nổ tung, vô số ngôi sao hóa thành linh quang bay múa. Tổ thần khí tức bốc lên, đầy trời linh quang bỗng nhiên vừa thu lại, lại hóa thành hắn tay áo, trầm giọng nói, người nói lời này có thể có bằng chứng. Nhưng vào lúc này, viễn tổ kiểu bay lên tiến lên, hóa thành một cái hùng tráng không gì sánh được đầu rồng nam tử, thẳng hướng trong đó một tòa di tích, quát tổ thần, làm gì khách khí với bọn họ. Bọn hắn không chịu trở về, vậy liền đem bọn hắn đánh lại. Trong di tích kia, bất hủ giả nằm tại trong quan tài, đột nhiên thẳng tắc ngồi dậy khí tức quấy chu thiên tinh đấu, để quần tinh hỗn loạn, so viễn tổ không hề yếu. Song phương chém giết, bất quá mấy chiêu, viễn tổ lập tức phát giác được đối phương đạo pháp thần thông hơn xa chính mình, không khỏi trong lòng máy động. Hắn đi theo hứa ứng bọn người lính hội hồng nguyên hạch tâm, đạo pháp nội tình tăng nhiều, đạo hạnh tăng lên, tu vi cũng hơn xa lúc trước. Nhưng không nghĩ tới so với tiền đình bị kiếp vận tra tấn bất hủ, hay là yếu đi rất nhiều. Hứa đạo tổ tân đạo, Ta cũng hẳn là đi luyện một chút, nếu là không luyện, sẽ chỉ ở trên con đường sai lầm này càng chạy càng xa." Trong lòng của hắn thầm nghĩ, hắn mặc dù cũng là bất hủ cảnh, nhưng nhục thân nguyên thần lại là bắt trước tổ thần, chỉ có cường đại vô địch pháp lực, lại chưa từng đạt tới đại đạo đẳng thân trình độ. Tại lĩnh hội Hồng Nguyên Hạch Tâm lúc, hắn đã phát giác được loại này sai lầm con đường tu hành mang cho chính mình hạn chế. Những người khác lĩnh hội Hồng Nguyên Hạch Tâm, lấy được tăng lên càng kinh người hơn, mà hắn mỗi tiến lên trước một bước đều cực kỳ gian nan. Mà lại đối với bất hủ cấp thần thông, hắn cũng nghiên cứu không nhiều, không có gặp được cường địch còn dễ nói, gặp được cường địch, sơ hở liền cực kỳ rõ ràng. Trong di tích tồn tại cực kỳ tỉnh táo bình tĩnh, chiêu pháp cay độc không gì sánh được, mấy chiêu ở giữa, liền để viễn tổ rơi vào hạ phong. Tổ thần thấy thế, cũng không lo được rất nhiều, lập tức phi tốc trở nên tuổi trẻ, thẳng hướng những di tích kia, quát, lão long, liên thủ. Hắn xông vào viễn tổ chỗ tòa di tích kia, cùng viễn tổ vai sánh vai, hướng trong di tích kia tồn tại công tới. Bọn hắn là hảo hữu trí giao, viễn tổ nhục thân nguyên thần chính là lĩnh hội tổ thần mà đến, hai người trẻ trung hóa, hiển thị rõ hùng tráng, rất nhanh liền đem trong di tích kia bất hủ trọng thương. Tổ thần còn tại đè xuống tôn kia di tích bất hủ hành hung, viễn tổ lại lặng lẽ ngừng tay, đá đá hắn gót chân. Tổ thần cầm lên cái kia hấp hối bất hủ, thẳng lên thân eo nhìn lại, trong lòng máy động. Chỉ gặp bốn phía từng tòa trong di tích, từng tôn di tích chi chủ hoặc là quanh thân bao phủ ở trong hắc khí, hoặc là ngâm tại trong huyết tương, cũng có đứng lên quan tài, có thể là đứng tại tiên điện trước, từng cái ánh mắt bất thiện, rơi vào bị tổ thần đánh cho chật vật không chịu nổi vị kia bất hủ trên thân. Tổ thần, a à ứng để cho chúng ta làm cái gì tới? Viễn tổ dò hỏi, tổ thần vứt xuống vị kia bất hủ, nói, để cho chúng ta tận khả năng kéo dài thời gian. Viễn tổ nghi ngờ nói, không để cho chúng ta đánh. Tổ thần lắc đầu nói, không có. Nếu không có người nhịn không được sông lên, ta cũng sẽ không động thủ. Viễn tổ nháy mắt mấy cái, ta cùng hắn đọ sức, người vì sao cũng sông lên. Hiện tại vạch mặt, như thế nào cho phải. Nguyên lai, các hạ không có chúng ta tưởng tượng cường đại như vậy. Một tôn di tích chi chủ đột nhiên mở miệng nói. Lúc trước bọn hắn bị tổ thần ngăn trở, tổ thần tinh không nguyên thần hiển hóa, một tay áo tận túi rất nhiều di tích, hiển lộ thần thông quả thực minh mông, rung động lòng người. Trường 1259 lại thêm viễn tổ đại long bề ngoài không sai, quay quanh tại tổ thần hậu phương trong tinh không, những này di tích chi chủ đều chưa từng thấy qua như vậy bề ngoài tồn tại, bị bọn hắn chấn trụ. Cho nên, những này di tích chi chủ tận lực kiên nhẫn, hảo ngôn hảo ngữ cùng tổ thần nói chuyện. Nhưng viễn tổ đi lên liền động thủ, lại đánh không lại, tổ thần tiến đến hỗ trợ, liền hiển lộ ra hai người miệng cọp gan thỏ bản chất. Lúc trước, chúng ta đem hai vị nghĩ đến quá mạnh, nguyên lai like các người chỉ thường thôi. Đã như vậy, chúng ta vừa lại không cần sợ các ngươi mảy may. Từng tôn tiền đình bất hủ đánh tới, tiền sử đạo pháp bộc phát, tổ thần phồng lên khí tức, phóng ra ngoài, quát trước hết giết ra ngoài, tận khả năng quấy rối bọn hắn, để bọn hắn không cách nào dáng lâm tam giới. Viễn tổ một tiếng long ngâm, đi theo hắn hướng ra phía ngoài đánh tới. Hai người phối hợp mật thiết, giết ra khỏi trùng vây, vết thương chẳng chịt, bị một đám di tích chi chủ cùng truy mãnh cản. Hai người lại không phải trốn hướng tam giới, mà là trốn hướng vũ trụ biên thùy, những di tích chi chủ kia truy sát một đoạn lộ trình, liền riêng phần mình thay đổi phương hướng, hướng tam giới chạy tới. Tổ thần cùng viễn tổ giết cái hồi mã thương, đuổi kịp trong đó một tòa di tích, giết vào trong đó, đem nơi đó di tích chi chủ vây quanh hành hung. Mặt khác di tích chi chủ vội vàng cứu, tổ thần cùng viễn tổ một phen huyết chiến, giết ra khỏi trùng vây, lại lần nữa hốt hoảng mà chạy. Đông đảo di tích chi chủ bám đuôi truy sát, nhưng tổ thần cùng viễn tổ đào mệnh tốc độ nhanh chóng, khiến cho bọn hắn cũng theo không kịp, đành phải tiếp tục chạy tới tam giới. Tổ thần cùng viễn tổ liền lại đánh tới, hai người các ngươi tìm đường chết, đông đảo di tích chi chủ nhìn thấy rất lại phía sau cái kia đạo hiếu, bị tổ thần cùng viễn tổ đánh ngã trên mặt đất, vây quanh đá đầu, không khỏi nổi giận, thẳng đánh tới. Viễn tổ vội vàng kéo lấy bị đá cấp trên tổ thần liền đi, gào thét mà đi. Không cần đuổi giết bọn hắn, một tôn di tích chi chủ quát bảo ngưng lại những người khác, trầm giọng nói, hai người này thủ đoạn lưu manh, đơn giản là vì kéo dài chúng ta, không để cho chúng ta giáng lâm tam giới. Chúng ta kết thành trận thế, tiếp tục chạy tới tam giới, bọn hắn nhưng nếu còn dám xâm phạm định dậy bọn họ có đến mà không có về. Thế là từng tòa di tích kết thành trận thế, hướng tam giới mà đi. Viễn tổ cùng tổ thần hào hứng lại lần nữa đánh tới, đuổi kịp rơi vào sau cùng tòa di tích kia, xông vào trong đó liền muốn vây đánh nơi đó di tích chi chủ, đột nhiên thiên địa xoay tròn, huyền hoàng hỗn loạn, thời không băng liệt, bốn chu thương mang một mảnh. Viễn tổ cùng tổ thần trong lòng máy động, liền gặp minh mông huyền hoàng chi khí bên trong, từng tôn di tích chi chủ hướng bọn hắn đánh tới, xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Hai người tự biết chúng kế, vội vàng liên thủ hướng ra phía ngoài đánh tới. Lần này không có từ lúc trước a nhẹ nhóm, viễn tổ cùng tổ thần cứ việc dùng hết lực lượng, chạy thoát, nhưng cũng bị đánh cho đẫm máu không ngừng, hốt hoảng thoát đi. Những di tích chi chủ kia không có truy sát, tiếp tục chạy về phía tam giới viễn tổ cùng tổ thần chạy trốn tới nơi xa gặp bọn họ không có đuổi theo lúc này mới ngừng tổ thần run rẩy lấy ra thùng phân muốn tạo thuận lợi viễn tổ nói cho ta mượn dùng một chút hai vị tam giới cổ xưa nhất tồn tại cường đại nhất thuận tiện đằng sau riêng phần mình trầm mặc xuống viễn tổ nói phải chăng còn muốn đi ngăn cản bọn hắn tổ thần nói trải qua bao lâu không đến hai tháng đi tổ thần hoạt động gân cốt trầm giọng nói ta đáp ứng hứa ứng muốn ngăn cản bọn hắn ba tháng liền nhất định phải làm đến. Nếu không, chẳng phải là bị hắn trò cười. Viễn tổ cười ha ha nói, hứa ứng, hay là ngươi nửa cái đệ tử đâu. Nếu là bị hắn trò cười, người mặt mo liền mất hết. Hai cái lão hủ lại lần nữa hướng những di tích chi chủ kia đuổi theo, đem hết khả năng quấy rối, kéo chậm những di tích này tốc độ. Thời gian dần dần chuyển rời, khoảng cách 3 tháng kỳ hạn càng ngày càng gần. Một ngày này, vết thương chồng chất tổ thần cùng viễn tổ tình trạng kiệt sức, còn tại ra sức phi nước đại, tránh đi hậu phương di tích truy sát. Có năng lực liền xử lý chúng ta, Viễn Tổ giết đến cao hứng, đem thùng phân bên trong máu đen dội về bọn hắn. Đột nhiên, Tổ thần giật giật Viễn Tổ ống tay áo, nhìn chừng chừng lấy nơi xa. Viễn Tổ thu hồi thùng phân, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, không khỏi mất hết can đảm. Chỉ gặp một tôn không gì sánh được hài cốt to lớn tỏa chấn tại một tòa quy mô hùng vĩ di tích phía trước, đang hướng bên này lái tới. Tôn kia hài cốt tràn ngập đại đạo chi chủ khí tức, chưa đến gần liền đề vạn đạo thần phục cho dù trong cơ thể của bọn hắn lực lượng cũng dần dần bình tĩnh trở lại có một loại cúi đầu xương thần xúc động một mực treo cao tại viễn tổ đỉnh đầu uyên hải đột nhiên thoát ly viễn tổ khống chế hô một tiếng bay đi treo ở cự nhân kia hải cốt sau đầu bộ hài cốt kia đúng là hắn uyên hải nguyên chủ nhân tiền đình đại đạo chủ xong tam giới xong viễn tổ lẩm bẩm nói tòa di tích kia tốc độ tương đối chậm nhưng cũng đang chậm rãi hướng tam giới tiếp cận lúc này Hét dài một tiếng truyền đến, liên tục không dứt. Tổ thần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tinh không nổ tung. Thiếu niên thánh tôn từ phá toái tinh không vừa xài bước ra, bắn nổ trong động khẩu, chính là địa tiên giới. Hiển nhiên thánh tôn là một tay xé rách vô lượng không gian, một bước dáng lâm đến đây. Thánh tôn Viễn tổ kinh ngạc nói, người tu thành bất hủ rồi. Thánh tôn sắc mặt lạnh nhạt, lo lắng nói, ta chỉ là tân đạo cái thứ nhất tu thành bất hủ, so Thanh Huyền cùng hứa đạo tổ nhanh một bước mà thôi viễn tổ trầm mặc thánh tôn tu thành bất hủ cố nhiên thật đáng mừng nhưng chẳng biết tại sao hắn luôn có một loại muốn đánh tiểu tử này xúc động nhưng vào lúc này phế vật thanh huyền thanh âm từ thánh tôn sau lưng chuyển đến nguyên dục làm phiền nhường một chút thánh tôn trong lòng giật mình vội vàng nghiêng người không dám đeo đối với hắn đế thanh huyền tuyệt đối sẽ không ở sau lưng đánh lén hắn nhưng phế vật thanh huyền nhất định sẽ phế vật thanh huyền từ hắn oanh mở hang thời không trong miệng thản nhiên đi ra cười nói có thánh tôn mở ra thông đạo ta liền bớt đi chút khí lực ta thiên tiên giới không có tới che a à. long đế minh đạo thanh âm truyền đến đám người theo tiếng kêu nhìn lại nhưng gặp minh đạo đế xuất lĩnh lấy rất nhiều chưa tu luyện tân đạo long tộc chạy đến xếp trận thế khí tức ngập trời long tộc đạo cảnh bát trọng cường giả số lượng rất nhiều dù là trải qua thu hoạch cũng còn thừa lại hơn ngàn vị hơn xa địa tiên giới những ngày long tộc cường giả cứ việc không có động nguyên nhưng dù sao cảnh giới còn tại pháp bảo còn tại vẫn như cũng là không thể khinh thường thế lực. Trận chiến này, há có thể thiếu đi chúng ta địa tiên giới. Nguyên vị ương khống chế độ thế kim thuyền lái tới, trên thuyền là lã đạo tôn, quỳnh đài, đế tính, phi tự, tiểu thiên tôn các loại một đám mới cũ trí tôn cảnh cường giả. Một trận sát phạt không thể tránh được, cùng một thời gian, một chiếc bỉ ngạn ví nham lâu thuyền vô thanh vô tức đột phá hỗn độn hải, chạy nhanh đến vũ trụ biên giới. Nắm trong tay đại thiên vũ trụ bỉ ngạn chân vương ẩn nguyên tử đứng ở đầu thuyền, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt hướng tam giới quét tới. Ban ngày đi Thượng Hải nhận cái vinh dự, trạch nhật phi thăng đắp lên hải đồ thư quán cất giữ phát chứng, đi đi một chuyến. Buổi tối hôm nay còn có một canh, sau 12 giờ hẳn là có thể hoàn thành. chương 1260, chân Vương vẫn lạc. a à, tam giới so trước đó rộng rãi rất nhiều, ẩn nguyên tử có chút kinh ngạc, bây giờ tam giới biên giới còn tại ẩm ẩm chấn động, đem hỗn độn hải hướng về sau đẩy đi, cương vực càng lúc càng rộng, rất nhiều trong hỗn độn hải cổ quái kỳ lạ bảo vật bạo lộ ra rơi vào tam giới mà ở phía xa trong tinh không không ngừng có tinh thần mới sinh ra trong vũ trụ cũng có đạo cảnh mới tạo ra chất chứa tự nhiên đạo diệu loại địa phương này cùng hắn trong ấn tượng tam giới hoàn toàn khác biệt lúc trước tam giới rất chật trội thiên địa linh khí không nhiều dù là tập hợp tam giới chi lực cũng sinh ra không được mấy cái bất hủ cảnh mà lại tam giới bất hủ cảnh cũng yếu đáng thương nhưng là hiện tại tam giới cấp tốc trưởng thành liền xem như tam giới không có khai sáng ra động nguyên hệ thống tu luyện, bằng vào trong tam giới tiên sơn, đều đủ để dưỡng dục trên dưới 100 vị bất hủ. Mà lại, trong vũ trụ tự nhiên đạo cảnh, cũng là tu luyện động nguyên hệ thống mấu chốt. Tu sĩ suy nghĩ nghiên cứu những này đạo cảnh, liền sẽ phát hiện đại đạo ảo diệu, từ đó lĩnh ngộ ra động nguyên bản chất. Tam giới, nhất định xảy ra đại sự gì, ẩn nguyên từ dưới chân nhẹ nhàng dừng lại, thúy nham lâu thuyền đi về phía tam giới bay đi. Trinh sát khống chế lâu thuyền trở lại bỉ ngạn, bị thủ tướng mang theo dự định hướng thái nhất đại đạo quân báo cáo tìm được tam giới nhưng ở trên đường liền bị ẩn nguyên tử đem ba người bắt không thể nhìn thấy thái nhất đại đạo quân đối với tam giới nóng bỏng nhất chính là ẩn nguyên tử một là hắn tại thiên tiên giới ném đi mặt mũi bị một đám thổ dân giết đến ném đi một tôn phân thân hai là hắn ở chỗ này phát hiện đại đạo thập trọng động uyên uyên hải sự dụ hoặc này quá lớn hắn cũng nghĩ tu thành đạo cảnh thập trọng chứng đạo đại đạo chủ cảnh giới hắn truyền đạo mấy ngàn vũ trụ, thu hoạch những vũ trụ này cường giả, mục đích đúng là muốn góp nhặt đầy đủ lực lượng, tụ tập đầy đủ trí tuệ, đột phá bất hủ hạn chế, đạt tới chân chính đại đạo chúa tể hoàn cảnh. Nếu không có như vậy, hắn cũng sẽ không bốc lên đắc tội thái nhất đại đạo quân phong hiểm, bắt lấy cái kia hai cái trinh sát cùng bị ngạn thủ tướng, bức bách bọn hắn mang theo chính mình lại tới đây. Thủ tướng kia đứng sau lưng ẩn nguyên tử, nơm nớp lo sợ nói, chân vương, chúng ta một mình đến đây, nếu là bị mặt khác chân vương cùng đại đạo quân biết được, Trần Vương cố nhiên có thể sống sót, nhưng chúng ta lại tự thân khó đảm bảo. Cái kia hai cái trinh sát liên tục không ngừng gật đầu. Tự thân khó đảm bảo, ẩn nguyên tử đưa lưng về phía bọn hắn, mắt lộ ra sát cơ, nhưng lại nhẫn nại xuống tới, ha ha cười nói, tam giới ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, việc quan hệ đạo thập cảnh giới, nếu là ta tu thành đại đạo thập trọng, đừng nói mặt khác chân vương, chính là đại đạo quân cũng không dám thả cái dám tới. Khi đó, các người không những vô tội, ngược lại có công. Hắn mặc dù động sát cơ, nhưng còn không muốn giết rơi hai cái trinh sát cùng thủ tướng. Trinh sát quen thuộc Hỗn Độn Hải, có bọn họ trở về bị ngạn liền ít đi rất nhiều nguy hiểm, thủ tướng phụ trách thủ hộ Bến Đỏ, nếu là thủ tướng chết rồi, khẳng định sẽ gây nên mặt khác chân vương chú ý. A, à, nơi này có mặt khác bất hủ cảnh khí tức, ẩn nguyên tử sắc mặt biến hóa, đột nhiên có cảm ứng, hắn vậy mà cảm ứng được trên dưới 100 tôn bất hủ cảnh khí tức, đem hắn ngủ sợ, cơ hồ muốn quay người liền đi. Tam giới âm hiểm vậy mà giấu giếm nhiều cao thủ như vậy. Chờ một chút, còn có đại đạo chủ khí tức, hắn sắc mặt xám ngoét, tuy nói hắn là bị ngạn bất hủ chân vương, thực lực cường đại vô biên, nhưng là bất hủ cảnh số lượng quá nhiều, cũng dễ dàng để hắn ăn thiệt thòi. Nhất là đại đạo chủ, càng là làm hắn sợ hãi. Đạo bát cùng đạo cửu ở giữa thực lực tu vi tranh lệch, còn không tính quá mức không hợp thói thường, đỉnh phong trí tôn cùng bất hủ cảnh sơ kỳ, hay là có đấu khả năng. Nhưng đạo cửu cùng đạo thập ở giữa tranh lệch, chính là cách biệt một trời, căn bản không có đấu khả năng. Đại đạo chủ một ánh mắt, liền có thể tước đoạt bất hủ cảnh lực lượng, một chỉ rơi xuống, liền có thể trấn áp bất hủ cảnh cường giả. Ẩn nguyên tử nơm nấp lo sợ, lập tức mệnh hai vị kia trinh sát thay đổi phương hướng, trốn về tam giới. Đợi cho hai vị kia trinh sát thay đổi đầu thuyền, ẩn nguyên tử đột nhiên nghĩ đến một việc, không đúng, đại đạo thập trọng động nguyên không phải là bị đầu kia xuẩn long triệu hoán đi ra sao. Nếu như là sống lấy đại đạo chủ, nó động nguyên há có thể bị người khác triệu hoán. Trong này có chuyện ẩn ở bên trong, hắn đè xuống trong lòng bất an, để hai vị kia trinh sát dừng lại, vẫn như cũ lái về phía tam giới. Ẩn nguyên tử sắc mặt âm tình bất định trong lòng yên lặng nói, theo lý mà nói, vị kia đạo thập tồn tại đã chết, nhưng cỗ khí thức này quả thực nồng đậm Ta lại nhìn một chút, nếu như quả thật chết rồi, như vậy thì thuận ý của ta, cướp đi thi thể của hắn cùng động nguyên, diệt vũ trụ này, hủy thi diệt tích cho dù ai cũng không biết đại đạo chủ thi thể cùng động nguyên là rơi vào tay ta. Nếu là cái kia đại đạo chủ còn sống, ta liền lập tức đi ngay, trốn vào hỗn độn hải cũng còn kịp. Qua không lâu, ẩn nguyên tử liền thấy được đại đạo chủ thi cốt. Pháp lực của hắn vô cùng cường đại, thị lực cũng xa so với những người khác cường hoành, cùng cực thị lực nhìn lại xa xa chỉ gặp từng tòa cổ lão không gì sánh được di tích bồng bềnh ở trong tinh không, tản ra dị đạo khí tức. Trong đó khổng lồ nhất một khối di tích bên trên, liền ngồi một tôn nguy nga thi cốt cái kia to lớn không gì sánh được uyên hải liền bồng bềnh tại hải cốt sau đầu xa xa nhìn lại ẩn nguyên tử thậm chí có thể nhìn thấy uyên hải bên trong các loại đạo tượng đầu kia xuẩn long căn bản không biết nên như thế nào mới có thể phát huy ra đạo chủ động uyên uy lực nếu là bảo vật này rơi vào trong tay của ta một tòa động uyên liền thắng qua ta cướp đoạt động uyên gấp trăm lần không chỉ ẩn nguyên tử ổn định tâm thần rời đi ánh mắt lại là khẽ giật mình những này bất hủ số lượng tuy nhiều nhưng giống như đều không thế nào mạnh bọn hắn, là, bọn hắn là một nhóm kẻ chạy nạn, không phải tam giới vũ trụ bất hủ. Hắn nhìn thấy những này bất hủ giả di tích, chính là đại đạo ngưng tụ, hình thành từng cái tiểu thế giới, là bất hủ giả dùng để ẩn thân đạo tràng. Hắn kiến thức rộng rãi, lập tức biết được nguyên do, thấp giọng nói, những này bất hủ, không phải tam giới bất hủ, mà là một nhóm kẻ chạy nạn, tránh né kiếp vận giả yếu tàn tật. Vị kia đại đạo chủ, chính là lãnh tụ của bọn họ, không biết sao chết rồi. Những này hỗn độn hải nạn dân, là đến đoạt tam giới. Đối với kiếp vận, hắn cũng có chỗ nghe thấy, chỉ biết là là một loại cực kỳ lợi hại hạo kiếp, có hủy diệt vũ trụ hủy diệt đại đạo nguy hiểm. Phàm là nhiễm kiếp vận, thường thường tai kiếp khó thoát, vô luận chạy trốn tới nơi nào, đều sẽ bị kiếp vận đuổi kịp, thân tử đạo tiêu. Chỉ là, ẩn nguyên tử cũng không được chứng kiến, bọn hắn nếu là trạng thái toàn thịnh, nhiều như vậy bất hủ, ta còn e ngại mấy phần, nhưng chỉ là một đám giả dạ yếu tàn tật. Tam giới thổ dân, cùng những này giả dạ yếu tàn tật gặp phải, liền muốn khai chiến. Ha ha, những sâu kiến này, song phương đã bộc phát xung đột, ẩn nguyên tử tự mình thôi động thúy nham lâu thuyền, tăng thêm tốc độ, hướng nơi đó chạy tới, cười nói, thổ dân mấy sâu kiến kia, ngược lại là gương mặt quen thuộc, nằm đó ám toán qua ta. Còn có cái kia đùa nghịch kiếm tiểu quỷ làm sao không tại. Hắn nhớ tới hứa ứng, liền không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Hắn phân thân hao phí pháp lực dáng lâm nguyên bản đối mặt viễn tổ, tổ thần, minh tuân đế bọn người không đến mức bại, nhưng hết lần này tới lần khác hứa ứng thôi động chu tiên kiếm phá hư hắn động uyên dẫn đến hắn suy tàn chỉ là lần này không nhìn thấy hứa ứng tên thổ dân kia để hắn có chút không vui thôi còn không nóng lòng giết chết cái kia tên là hứa ứng thổ dân hay là trước chiếm đại đạo chủ hài cốt cùng động uyên miễn cho đêm dài lắm mộng ẩn nguyên tử đột nhiên vươn người đứng dậy từ thúy nham lâu thuyền bên trên bay lên thẳng đến đại đạo chủ hài cốt mà đi song phương đối chọi trong chiến trường tiền đình thời đại di tích chi chủ dẫn đầu động thủ, có đại đạo chủ hài cốt phù hộ, những này di tích chi chủ lại không nỗi lo về sau, chủ động xuất kích. Những này di tích chi chủ chiến lược mặc dù kém xa trước đây, nhưng vẫn là so phổ thông bất hủ còn muốn cường hoành hơn, mà lại đạo pháp cao thâm, thần thông cực điểm hoàn mỹ. chương 1261, Thánh Tôn dẫn đầu nghênh tiếp, cùng một vị di tích chi chủ cách không đối bính một cái thần thông, hai người thần thông bộc phát, riêng phần mình khí tức đại chấn, Vị kia Di Tích chi chủ vậy mà lui lại một bước. Cái này bất hủ cảnh, thật mạnh, vị kia Di Tích chi chủ trong lòng giật mình, lập tức phát giác được thánh tôn bất phàm. Một thân pháp lực, vậy mà cường hoành đến siêu việt chính mình xu thế. Nếu không có đạo pháp có chút thô lậu, chiêu thứ nhất chỉ sợ chính mình liền muốn ăn thiệt thòi. Đây cũng là tân đạo tác dụng, hứa ứng mở tân đạo, mặc dù trí tôn cảnh là đệ thập tứ cảnh, bất hủ cảnh là đệ thập ngũ cảnh nhưng trí tôn cảnh kỳ thật tương đương với đạo cảnh bát trọng lại thêm nửa cái đạo cảnh cửu trọng trí tôn cảnh đại viên mãn liền có thể cùng minh đạo đế viễn tổ bực này bất hủ tranh phong thánh tôn là cái thứ nhất bước vào bất hủ cảnh tân đạo cao thủ lại lĩnh hội mấy năm hồng nguyên hạch tâm thực lực tu vi phóng đại bởi vậy cứ việc di tích chi chủ trên bất hủ cảnh có còn xa xưa hơn tu luyện lịch sử nhưng đã trải qua kiếp phận luận tu vi thật chưa hẳn có thể so sánh được thánh tôn phế vật thanh huyền minh đạo đế nguyên vị ương tổ thần bọn người riêng phần mình xuất thủ, đón từng tòa bay tới di tích mà đi. Nhất là minh đạo đế mang tới trăm ngàn vị long tộc cường giả, riêng phần mình tế lên pháp bảo, xa xa đánh tới, uy lực kinh thiên động địa, chấn áp hết thảy, cho dù là di tích chi chủ cũng không dám trực tiếp chống lại. Mà nguyên vị ương thì là thôi động độ thế kim thuyền trực tiếp đụng tới, một đường ép vào trong di tích, trên thuyền từng vị trí tôn thôi động đạo pháp thần thông, hướng ra phía ngoài đánh tới, trong khoảnh khắc đánh cho thiên băng địa liệt chính là ngay cả đã bị trọng thương tổ thần cùng viễn tổ cũng gia nhập chiến cuộc. Di tích chi chủ nhất định phải thân ở trong di tích, hành động bất tiện, không bằng bọn hắn linh động, nhưng thắng ở bất hủ cảnh tồn tại thực sự quá nhiều, một phương bị thua, liền lập tức lại có mặt khác di tích chi chủ bổ sung. Nếu không có bọn hắn không có khả năng rời đi riêng phần mình di tích, chỉ sợ vừa đối mặt, liền có thể đem tam giới một mẻ hốt gọn. Nhưng dù vậy tam giới cũng không kiên trì được bao lâu. Đột nhiên, từng tòa di tích bành bành đụng vào nhau sát nhập, đoàn tụ tại đại đạo chủ chỗ khối kia di tích bốn phía, ngưng kết thành một cái chỉnh thể. Từng tôn di tích chi chủ sừng sững, không cùng tam giới đám người đơn đả độc đấu, mà là tất cả di tích chi chủ riêng phần mình thi triển thần thông, hướng tam giới đám người đánh tới, quả nhiên là đánh đầu thắng đó, không người dám cản. Tam giới đám người tập hợp một chỗ, tránh ra thật xa, không còn dám tới gần mảy may. Bây giờ tiền đình di tích, chính là một cái tường đồng vách sắt, cho dù là nguyên vị ương độ thế kim thuyền cũng không dám tới gần, đến gần nói không phải là bị đánh rơi, chính là sẽ bị đại đạo chủ khí tức áp chế, rơi xuống. Tòa này quy mô to lớn di tích như là một khối bồng bềnh ở trong tinh không đại lục, nhưng bên lấy, hướng địa tiên giới rơi xuống. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo vô cùng cường đại thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ầm vang một tiếng rơi vào cái kia đại đạo chủ đỉnh đầu, hình như bị ngạn cổ thần, cường đại vô địch, cho dù là đại đạo chủ khí tức cũng không thể hoàn toàn chấn áp kỳ nhân tu vi cùng đại đạo. Đạo thân ảnh kia khí thế cực kỳ bá đạo, sau lưng có vô biên hắc ám, to to nhỏ nhỏ vô số kẻ thiên ẩn động nguyên lơ lửng ở trong hắc ám, liên tiếp lấy đại thiên vũ trụ. Những này thiên ẩn động nguyên, xoay tròn động tĩnh ở giữa, liền có hay không cùng đạo lực bộc phát. Tại đại đạo chủ hài cốt chân áp xuống, vẫn như cũ có như thế khí thế bá đạo vô cùng, một thân tu vi làm cho người khó có thể tưởng tượng. Ẩn nguyên tử, Viễn Tổ thất thanh nói, Bất Hủ chân vương, một đám long tộc la thất thanh, đại đạo chủ bốn phía Từng tôn di tích chi chủ cũng nhao nhao la thất thanh, bỉ ngạn bất hủ giả. Thúy Nham chủ nhân, ẩn nguyên tử nghe đến đó, nao nao, những này giả yếu tàn tật, thế mà biết bỉ ngạn. Bỉ ngạn tên tuổi khi nào như thế vang dội rồi? Hắn lơ đánh, bỉ ngạn dù sao thống trị hỗn độn hải đại thiên vũ trụ, còn tại không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương, uy danh khẳng định cũng gieo rắc ra, làm người biết được cũng không hiếm lạ. Đại đạo thập trọng hài cốt, cùng động nguyên thuộc về ta. Hắn không nói lời gì, một tay bắt lấy đại đạo chủ xương đầu, một tay chụp vào uyên hải, đem cả hai nhấc lên. Đông đảo di tích chi chủ nhao nhao hét to, thôi động thần thông liền hướng ẩn nguyên tử công tới, nhiều như vậy thần thông, cho dù là ẩn nguyên tử cũng không thể không sắc mặt ngưng trọng, buông xuống nhấc lên đại đạo chủ xương đầu, chống đi một bàn tay tới. Hắn đang lúc chờ tay, liền gặp sau lưng vô số động nguyên vận chuyển, đạo lực khuấy động bành trướng, nghênh tiếp cái kia từng tôn di tích chi chủ thần thông. Ầm ầm, từng tôn di tích chi chủ riêng phần mình khí thức đại chấn, từng cái rừng chân không nổi, từ từ lui lại, riêng phần mình lộ ra vẻ khiếp sợ. Ẩn nguyên tử là tại bị đại đạo chủ hài cốt chân áp tình huống dưới, dùng một tay cùng bọn hắn đối kháng, không nghĩ tới thế mà còn có thể có như thế tu vi. Ẩn nguyên tử cũng bị chấn động đến thân hình hướng về sau lướt tới, khí huyết sôi trào, kêu lên một tiếng đau đớn, trong lòng khiếp sợ không thôi, những này giả yếu tàn tật, thực lực quả thực không hỏng. Bọn hắn thời kỳ đỉnh phong cứ việc không bằng ta, nhưng cũng coi là không tầm thường tồn tại. Từ đâu tới nhiều cao thủ như vậy, liền tại bọn hắn va chạm đồng thời, một đạo kiếm quang xảy ra bất ngờ, nhưng gặp hứa ứng thôi động 3.000 miệng tiên kiếm, lấy chu tiên kiếm là trận nhãn, bố trí xuống chu tiên kiếm trận, càn quét hết thảy, đâm vào ẩn nguyên tử sau lưng trong bóng tối. Hứa ứng, ẩn nguyên tử vừa sợ vừa giận, lập tức chỉ cảm thấy từng tòa động nguyên nhau nhau phá diệt. Những di tích chi chủ kia riêng phần mình điều động tự thân đại đạo, lại tụ họp thần thông, hướng hắn oanh đến, ẩn nguyên tử không lo được bắt lấy huyên hải, lập tức đưa ra một tay khác, nghênh tiếp những này di tích chi chủ công kích, cười lạnh nói, hôm nay, giết các ngươi, tại diệt tam giới, để hỗn độn hải hủy đi hết thảy vết tích. Hắn tay trái thăm dò vào sau lưng, huyễn hóa vô tận trưởng ấn, hướng hứa ứng chộp tới. Sau một khắc, tất cả di tích chi chủ thế công đều bị hắn ngăn trở, từng tôn di tích chi chủ riêng phần mình khí thức tán loạn, di tích ẩm vang chấn động, chóc ra ra. Cùng một thời gian, hứa ứng bị bước phải không thể không theo phía sau hắn trong hắc ám bay ra, vô số trưởng ấn theo hắn bay ra, cùng chu tiên kiếm trận đối cứng, làm cho từng thanh phi kiếm tán loạn. Ẩn nguyên tử cũng bị những di tích chi chủ kia chấn động đến khóe miệng chảy máu, cười lạnh một tiếng, đột nhiên bị một chiếc kim thuyền hung hăng đâm vào ngực, đem hắn đâm đến lui về phía sau một bước, thân tàu lại bị chấn động đến đùng đùng nổ tung. Ẩn nguyên tử chân đứng không vững, liền gặp cái kia trăm ngàn vị long tộc cùng địa tiên giới cường giả thần thông theo nhau mà tới, đánh vào lồng ngực của hắn. Ẩn nguyên tử hướng về sau lướt tới, cười lạnh nói, hôm nay liền đưa các ngươi hết thảy lên đường. Hắn vừa mới nói xong lời này, đột nhiên đại đạo chủ hài cốt phát ra răng rắc răng rắc tiếng vang, xoay người lại, sớm đã ngừng vận chuyển nguyên hải đột nhiên vận chuyển. Đại đạo chủ hài cốt một chỉ điểm ra, chính giữa ẩn nguyên tử mi tâm. chương 1262, Đại đạo chủ hài cốt một chiêu này xảy ra bất ngờ, ở đây tất cả mọi người không có dự liệu được, ẩn nguyên tử càng không khả năng dự liệu được. Một chỉ này rơi vào mi tâm của hắn, không có nửa điểm kinh lực tiết ra ngoài, không có phá toái hư không, không có bị đánh nổ tinh thần. Người ở bên ngoài xem ra, vẻn vẹn chính là điểm mi tâm của hắn một chút. Nhưng là tại ẩn nguyên tử thể nội, nương theo lấy một chỉ này, trong cơ thể hắn tất cả đại đạo co vào, tụ tập tại đại đạo chủ đầu ngón tay. Ẩn nguyên tử trái tim nhảy lên kịch liệt bị hứa ứng đánh lén, bị những này di tích chi chủ vây công, dù là bởi vậy thụ thương, hắn cũng không có khẩn trương chút nào, bởi vì hắn biết những người này không làm gì được chính mình. Coi như người vây công nhiều gấp đôi đi nữa, hắn cũng sẽ không bởi vậy vẫn lạc. Nhưng là đại đạo chủ khác biệt, đây là siêu việt bất hủ cảnh giới tồn tại, loại tồn tại này công kích hắn đã không thể nào hiểu được, đại đạo chủ không phải nắm giữ đạo pháp, mà là nắm giữ đại đạo, là một tầng khác tồn tại, cùng hắn có khác nhau một trời một vực hắn ở chính giữa một chỉ này đồng thời nguyên thần liền từ rời đi nhục thân hướng về phía sau lưng trong hắc ám bỏ chạy bỏ qua nhục thân với hắn mà nói cố nhiên là một tổn thất lớn nhưng chỉ cần nguyên thần còn tại hắn liền có thể sống sót chỉ cần đoạt xá đại thiên vũ trụ bên trong những đồ tử đồ tôn kia là đủ hắn ở trong đại thiên vũ trụ có được truyền nhân vô số tu luyện đều là hắn thiên ẩn chứng đạo đương nhiên hắn truyền lại công pháp không phải chân chính công pháp có dấu thu hoạch thông đạo lựa chọn trong đó chất lượng tốt truyền nhân từ động nguyên giáng lâm, tiến hành đoạt xá, liền có thể bảo toàn tính mệnh. Nguyên thần của hắn tốc độ cực nhanh, rất nhanh lọt vào trong một tòa động nguyên, hướng hỗn độn hải khác một bên trong vũ trụ giáng lâm. Cùng một thời gian, trong không gian hắc ám, xa ở trong đại thiên vũ trụ từng tòa động nguyên cũng bắt đầu co vào, vậy mà cũng bị đại đạo chủ một chỉ này chỉ lực ảnh hưởng. Những này động nguyên bên trong thiên ẩn đại đạo ngưng tụ, hướng tam giới bay tới, thiên ẩn động nguyên cũng theo đó mà xoay tròn, không ngừng thu nhỏ, lập tức từ trong những vũ trụ này biến mất sau một khắc từng tòa động nguyên vậy mà từ hỗn độn hải trong những vũ trụ này bay ra chân chân thật thật xuất hiện sau lưng ẩn nguyên tử ẩn nguyên tử sau lưng vốn là một vùng tăm tối chỉ có thể nhìn thấy những ngày động nguyên hình dáng nhưng bây giờ lập tức tối tăm diệt hết thay vào đó là không gì sánh được sáng tỏ động nguyên một tòa lại một tòa thiên ẩn động nguyên lần lượt xuất hiện lít nha lít nhít lấy ngàn mà tính quả nhiên là rung động mà tráng quan ẩn nguyên tử nguyên thần nguyên bản đã tiến vào bên trong một tòa động nguyên phát giác được động nguyên biến hóa liền biết không ổn, vội vàng phi thân xông ra tòa động nguyên này. Phía sau hắn động nguyên phi tốc đổ sụp co vào, co nhỏ lại thành một cái kỳ điểm, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tòa kia động nguyên là trong vũ trụ này truyền nhân của hắn triệu hoán mà đến, truyền nhân này cũng đã tu luyện tới đạo cảnh bát trọng cảnh giới, rất là không kém. Động nguyên biến mất, ẩn nguyên tử nguyên thần xuất hiện, để truyền nhân này không khỏi giật nảy mình, nhưng lập tức kịp phản ứng, lấy tay liền hướng ẩn nguyên tử nguyên thần chộp tới, quát ngươi là người phương nào. Hắn mới ra tay, thần thông liền bị phá đi, ẩn nguyên tử nguyên thần sau một khắc gần như là dáng lâm đến trong cơ thể của hắn, trực tiếp chiếm cứ nhục thể của hắn, thôn vệ nguyên thần của hắn. Truyền nhân kia còn chưa kịp phản ứng, liền bị đoạt xá đến không còn một mảnh, ý thức cũng bị gạt bỏ. Nuôi ngươi vạn năm dùng ngươi nhất thời, ký không, bây giờ chân vương gặp nạn, liền đành phải ủy khuất ngươi. Ẩn nguyên tử thở vào một cái, trong lòng âm thầm hối tiếc, lần này nếu không có lòng tham chút, còn không đến mức ăn lớn như thế thua thiệt, nhưng cũng may bảo toàn tính mệnh, về phần nhục thân cùng cảnh giới, luyện trở về là được. Bằng vào ta đạo hạnh, luyện về tu vi, cũng chính là trăm ngàn năm sự tình. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy mi tâm đau nhức, đưa tay xóa đi, trong lòng bàn tay đều là vết máu. Trong lòng của hắn hãi nhiên, vội vàng phá không bay đi, vạn phần hoảng sợ tại sao có thể như vậy. Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng đã chạy trốn tới vũ trụ này, vì sao đại đạo chủ thần thông còn có thể đuổi theo? Hắn là thế nào khóa chặt ta sao? Hắn nhanh như điện chấp, muốn đào thoát đại đạo chủ một chỉ kia uy lực, nhưng mà một chỉ này lực lượng giống như là mãi mãi xa cũng vô pháp thoát khỏi kiếp vận, theo sát mà tới. Ẩn nguyên từ kiếp vận vào đầu, lại khó nhẫn nại, quát to một tiếng, bỏ qua cỗ này mới đoạt xá nhục thân, phá thể bay ra, xa xa bỏ chạy mà đi. Hắn vừa mới bỏ qua bộ thân thể này, liền gặp thân thể này mi tâm bộc một tiếng nổ tung, bị đại đạo chủ chỉ lực xuyên thủng. Đại đạo chủ thần thông, có thể có như vậy uy năng, khóa chặt ta tại trong vũ trụ khác phương vị. Trong lòng của hắn sợ hãi, như ánh chấp bay đi, đột nhiên không biết từ đâu mà đến chỉ lực xuyên thủng nguyên thần của hắn mi tâm, đem hắn thể nội thiên ẩn đại đạo tụ làm một đoàn. Oanh, thiên ẩn đại đạo tại hắn nguyên thần trong mi tâm nổ tung, đại đạo chôn vùi, đem ẩn nguyên tử nguyên thần triệt để phá hủy, đừng nói tam hồn thất phách, chính là bất diệt chân linh cũng chưa từng lưu lại. Cùng lúc đó, Ẩn Nguyên Tử truyền nhân chỗ trải rộng đại thiên vũ trụ, từng cái tu luyện hắn thiên ẩn chứng đạo truyền nhân, đột nhiên riêng phần mình sở tu cầm thiên ẩn đại đạo tụ tập tại chỗ mi tâm, ầm ầm nổ tung, đại đạo chôn vùi. Đại thiên vũ trụ bên trong, tất cả truyền nhân đồng thời gặp kiếp phận thân tử đạo tiêu. Trong những vũ trụ này, phàm là lấy bỉ ngạn lý văn tu trì thiên ẩn đại đạo người, vô luận chủng tộc, vô luận mạnh yếu, hết thảy tử vong, không có một cái nào may mắn còn sống sót. Chính là ngay cả thiên tiên giới trong đó mấy cái long tộc trưởng lão bởi vì phải bảo vệ long tộc, không có phế bỏ lúc đầu tu vi, cũng chưa từng dùng Tân Long Văn thay thế Bỉ Ngạn Lý Văn, giờ phút này cũng lần lượt bạo chết, giống như là từ thế gian triệt để xóa đi đồng dạng. Tam giới vũ trụ bên trong, cái kia đại đạo chủ một chỉ điểm tại Ẩn Nguyên Tử Mi Tâm đằng sau, hứa ứng bọn người liền gặp Ẩn Nguyên Tử không nhúc nhích, cứng lại ở đó. Đột nhiên, Ẩn Nguyên Tử đầu một tiếng ầm vang nổ tung, nhục thân đổ sụp, đạo cảnh tan rã, cuối cùng chỉ còn lại có một đoàn hỗn độn chi khí đoàn kia hỗn độn chi khí chỗ ở trong tam giới liền trong lúc bất chợt căng phồng lên đến hóa thành vô số linh khí tiên sơn bay bổng bốn chỗ tán đi phân tán tại trong vũ trụ này hình thành một mảnh tiên sơn phúc địa tạo thành đại lục hứa ứng giật này mình lập tức thu nạp ba kiếm phi thân lui lại e sợ cho đại đạo chủ cho mình cũng tới như vậy một chút hắn mặc dù không có nhìn thấy đại đạo chủ một chỉ này ở trong đại thiên vũ trụ tạo thành khủng bố phá hư nhưng chỉ điểm một chút chết ẩn nguyên tử hắn lại mạnh mẽ nhìn ở trong mắt đại đạo chủ không chết, ta tam giới chỉ sợ xong. Hứa ứng sắc mặt âm tình bất định, trong nháy mắt rộng rãi, thầm nghĩ, ta nếu là bái hắn làm nghĩa phụ lời nói. Không phải vậy đệ tử cũng được, bất quá cái kia đại đạo chủ hài cốt chỉ điểm một chút chết ẩn nguyên tử đằng sau, liền cánh tay rũ xuống, vẫn như cũng ngồi ngay ngắn ở nguyên địa, không nhúc nhích. Thực sự còn tại điên cuồng xoay tròn biến hóa khó lường nguyên hải, cũng dần dần bình tĩnh trở lại, gió êm sóng lặng, không có nửa điểm uy năng hài cốt quanh thân những di tích kia ầm ầm băng liệt từng tòa di tích hóa thành lưu quang hướng tam giới phi tốc rơi xuống cái kia đại đạo chủ hài cốt cũng theo đó lăn lông lốc hướng tam giới đập tới thánh tôn minh đạo đế phế vật thanh huyền bọn người do dự một chút đuổi theo đi qua tổ thần viễn tổ vội vàng đuổi theo nguyên vị ương đang muốn thôi động kim thuyền đuổi kịp những di tích kia đột nhiên chỉ nghe soạt một tiếng cái kia độ thế kim thuyền đã bể tan tành không còn một mảnh nhưng cũng may trên kim thuyền còn có một chiếc thúy nham lâu thuyền, là bọn hắn lần trước tại di tích chi địa gặp phải bị ngạn trinh sát lúc lấy được, nguyên vị ương lập tức nhảy đến trên thuyền, gọi bên trên địa tiên giới vô số cường giả cùng thiên tiên giới long tộc, đi theo. A à, ứng, lên thuyền, nguyên vị ương quay đầu, chỉ gặp hứa ứng còn đứng ở nguyên địa, vội vàng ngoắc nói. Hứa ứng trần chờ một chút, không cùng tiến lên, mà là nhìn về phía ẩn nguyên tử tới phương hướng, thầm nghĩ ẩn nguyên tử là thế nào đi vào tam giới hắn nhìn về phía nơi đó, chỉ gặp một đạo màu xanh biếc quang mang đang hướng tam giới vũ trụ biên thủy bay đi. chương 1263, tam giới, nhân gian giới, ngay tại lao động đám người bị sáng tỏ bầu trời sở kinh độc, nhao nhao ngẩng đầu lên, chỉ gặp từng đoàn từng đoàn hừng hực hỏa quang từ trời mà hàng, rơi vào nhân gian giới góc Tây Bắc. Có nhiều chỗ là đêm tối, giờ phút này cũng sáng tỏ như ban ngày. Đợi cho những ánh lửa này rơi xuống đằng sau, hướng Tây Bắc còn có hào quang màu đỏ thắm chuyển đến, đem tây bắc bầu trời chiếu sáng một mảnh huyết hồng. Trận này dị thường thiên tượng kéo dài hơn 10 ngày, mới dần dần ngừng. Thánh tôn, minh đạo đế, tổ thần, viễn tổ bọn người lần lượt từ trên trời giáng xuống, rơi vào nhân gian giới tây bắc bực này vùng đất nghèo nàn vạn dặm không có bóng người, hoang vu vắng vẻ, không phải ngày bão cát, chính là ngày phong tuyết. Bây giờ nhân gian giới đất rộng của nhiều, nhân khẩu thưa thớt, yêu tộc yêu thú cũng không phải quá nhiều, khắp nơi đều là ruộng tốt, sẽ rất ít có người đến nơi đây định cư, bởi vậy những di tích này từ trên trời giáng xuống, cũng không tạo thành bao nhiêu thương vong. Thánh tôn, minh đạo đế bọn người đứng ở đằng xa, hướng di tích rơi xuống chi địa nhìn lại, chỉ gặp dị trùng đại đạo từ trong những di tích kia khuếch trương, dần dần trưởng thành, cải biến thiên địa đại đạo cùng sông núi địa lý. Để bọn hắn kiêng kỵ là tôn kia đại đạo chủ hài cốt, ở vào những di tích kia trung ương, uyên hải liền bồng bềnh trên đó. Bây giờ làm sao bây giờ? Viễn tổ lẩm bẩm nói, Đại đạo chủ thực lực thực sự khủng bố, một chỉ diệt tuyệt ẩn nguyên tử, lấy thực lực của chúng ta còn thiếu rất nhiều nhìn. Tổ thần trần chờ một chút, nói, nhân gian giới hoang vắng, bọn hắn ở trách một góc ngược lại cũng thôi, nhưng mấu chốt là ta lo lắng bọn hắn sẽ không ở trách một góc. Giờ phút này bọn hắn vừa mới rơi vào nhân gian, liền bắt đầu cải biến Tây Bắc thiên địa đại đạo, ta chỉ sợ bọn họ tương lai được một tấc lại muốn tiến một thước. Phế vật thanh huyền cười nói, nhưng thời gian đứng tại chúng ta bên này hắn lời vừa nói ra, tất cả mọi người là âm thầm gật đầu. Thời gian xác thực đứng tại bọn hắn bên này, bây giờ tân đạo ngày càng hưng vượng, tam giới cũng ngày càng bao la, linh khí dồi dào, khắp nơi tiên sơn phúc địa, đợi một thời gian, giữa thiên địa trí tôn càng ngày càng nhiều, bất hủ cảnh cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Thời gian càng dài, tam giới chiến lực cũng liền càng mạnh, những này tiền đình di tích bên trong bất hủ giả có thể mang tới nguy hại cũng liền càng thấp. Thế nhưng là, đối phương nếu là không cam lòng lưu tại Tây Bắc đâu. Nguyên vị ương hỏi, thánh tôn bọn người riêng phần mình nhíu mày. Nếu là những này bất hủ giả đi ra Tây Bắc, lấy thực lực của bọn hắn, ai là đối thủ? Hứa đạo tổ đâu, vì tự hết nhìn đông tới nhìn Tây, nói, hứa đạo tổ đi nơi nào? Hứa ứng tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh như điện chấp, thẳng đến cái kia đạo màu xanh biết quang mang mà đi, cái kia đạo màu xanh biết quang mang chính là một chiếc thúy nham lâu thuyền, trên thuyền có hai vị trinh sát, cùng một vị người khoác dị trùng áo giáp cao lớn dị nhân. Cái kia cao lớn dị nhân trên người áo giáp cực kỳ kỳ lạ, giống như là từ trong thân thể mình mọc ra xương cốt, bao trùm ở trên người nhưng hành động thời điểm nhưng không có mảy may trở ngại cảm giác, cực kỳ linh hoạt. Cốt giáp cấu tạo tinh xảo, cốt bản số lượng rất nhiều, nhất là chỗ khớp nối, sinh trưởng ra rất nhiều mỏng manh cốt bản, thuận tiện khớp nối uốn cong, cốt bản cùng cốt bản ở giữa có da thịt. Bực này từ thân thể người mọc ra áo giáp, hứa ứng ngược lại là lần đầu nhìn thấy. Một nam một nữ kia hai vị trinh sát cùng cốt giáp dị nhân cũng chú ý tới hắn, xa xa liền thôi động bỉ ngạn thần thông, hướng hứa ứng đánh tới, uy lực cực kỳ cường đại, dung chuyển bốn phía thời không, hình thành ba động kịch liệt thời không gợn sóng. Hứa ứng lông mày nhẹ nhàng bốc lên, không nói lời gì một chỉ điểm tới, sau lưng ba nghìn ngụm tiên kiếm phá không mà đi, tạo thành chu tiên kiếm trận, dễ như trở bàn tay giống như liền đem ba người thần thông phá vỡ. Kiếm trận kia diệt tuyệt hết thảy sát khí xâm nhiên tràn ngập, trước hứa ứng một bước đi vào thúy nham lâu thuyền bên trên, đem lâu thuyền bao phủ, uy lực bộc phát. Sau một khắc, mảnh thời không kia bị khủng bố kiếm trận trực tiếp xoắn nát, trăm triệu dặm thời không phá diệt, hóa thành từng sợi hỗn độn chi khí, lập tức hỗn độn chi khí phân giải, hình thành san sát tiên sơn cùng tiên linh chi khí. Trong kiếm trận, cái kia bị ngạn hỗn độn hải bến đỏ thủ tướng thực lực cực kỳ kinh người, mặc dù không phải bất hủ cảnh tồn tại, nhưng có thể ngăn trở Chu Tiên kiếm trận trinh phạt. Chỉ thấy người này đứng ở đầu thuyền, thân thể khẽ động, liền mọc ra trăm ngàn cánh tay, riêng phần mình cầm trong tay khác biệt pháp bảo, công hướng bốn phương tám hướng, ngăn cản tòa này sát phạt kiếm trận tiến công. Keng, 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 vô số giày đặc không gì sánh được bạo hưởng truyền đến, người này vậy mà đem chu tiên kiếm trận đại bộ phận thế công ngăn lại, không chặn được kiếm khí cùng tiên kiếm, cho dù đâm vào phòng ngự của hắn vòng, cũng lập tức bị hắn cốt giáp ngăn trở. Bất quá chu tiên kiếm trận chính là tam giới đệ nhất sát phạt đại trận, là thông thiên kiếm chủ tại đạo cảnh bát trọng lúc lĩnh ngộ ra bất hủ cấp trận pháp, hắn mặc dù có thể ngăn trở, nhưng cốt xác bị gọt sạch một khối lại một khối, bại lộ bản thể. Công pháp của hắn thực sự kỳ lạ, công pháp vận chuyển, khung xương cũng đang nhanh chóng sinh trưởng, thế mà ngăn trở Chu Tiên kiếm trận đợt thứ nhất thế công. Kiếm trận đột nhiên ngừng vận chuyển, thủ tướng kia ngàn cánh tay đình chỉ vũ động, trong tay các loại pháp bảo vệ mà trải rộng vết kiếm, bị kiếm trận quấy đến khắp nơi đều là vết thương. Thật là lợi hại sát phạt trận thế. Thủ tướng kia trong lòng nghiêm nghị, nhìn bốn phía, nhưng gặp cái kia ba nghìn ngụm tiên kiếm liền bồng bềnh tại thúy nham lâu thuyền bốn phía, vẫn như cố gắn bó trận thế, sát khí dày đặc, khiến cho người không rét mà run. Vừa mới kiếm trận không khác biệt công kích, tướng tinh không đánh cho chôn vùi, lâu thuyền cũng tại kiếm trận trong công kích, nhưng chiếc lâu thuyền này chính là thúy nham điêu khắc thành, cho dù chu tiên kiếm trận khủng bố như thế, cũng không có thể thương tới lâu thuyền. Đôi kia trinh sát đi nơi nào, thủ tướng không nhìn thấy hai vị trinh sát, trong lòng nghiêm nghị, kiếm trận khủng bố như thế, chỉ sợ hai vị kia trinh sát tại ngắn ngủi một lát, liền bị kiếm trận cắt đến phấn thân toái cốt, bị luyện làm hỗn độn chi khí, tiêu tán ở trong vùng tinh không này. Hắn hướng ngoài thuyền nhìn lại, quả nhiên thấy từng tòa bồng bình ở trong tinh không tiên sơn, hẳn là hai vị kia trinh sát biến thành. Lúc này, một thiếu niên từ từng thanh treo ngược tiên kiếm ở giữa bay tới, nhẹ nhàng rơi trên thúy nham lâu thuyền. Thủ tướng nhìn chằm chằm thiếu niên kia, nắm chặt pháp bảo của mình, tùy thời chuẩn bị lôi đình một kích đem thiếu niên kia oanh sát. Hứa ứng liếc nhìn tòa này thúy nham lâu thuyền, sau một lúc lâu, mới đưa ánh mắt chuyển qua cái này thủ tướng trên khuôn mặt, nói khẽ kiếm ra, bù đắp kiếm trận. Chu tiên kiếm từ hắn võ đạo động uyên bên trong bay ra, bổ sung chu tiên kiếm trận, kiếm này vừa ra, kiếm trận uy lực gấp bội tăng lên. Kiếm này chính là thông thiên đạo nhân bội kiếm, hứa ứng lấy bỉ ngạn đạo ngữ nói, người muốn chết vẫn là phải sống. Thông thiên đạo nhân, thủ tướng kia sắc mặt kịch biến, chương 1264, ngoài miệng không lông, làm việc không bền vững. Muốn sống như thế nào, muốn chết như thế nào, thủ tướng kia lấy lại bình tĩnh, thanh âm khàn giọng dò hỏi. Hứa ứng thản nhiên nói, muốn sống, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi đáp cái đó. Sau này ngươi liền đi theo ta, tương lai ta mang theo ngươi trở về bỉ ngạn. Muốn chết, ta cái này liền thôi động thông thiên đạo nhân kiếm trận, trực tiếp đưa ngươi nhục thân vỡ nát, nguyên thần rào sát, để cho ngươi hồn phi phách tán chính là người bất diệt chân linh ta cũng muốn tinh tế cắt nát không thể bỏ qua nửa điểm thủ tướng kia sắc mặt âm tình bất định sau một lúc lâu hứa ứng nhướng mày đưa tay một chỉ chu tiên tàn kiếm liền muốn khởi động kiếm trận thủ tướng kia vội vàng nói chậm đã ta muốn sống hứa ứng lộ ra dáng tươi cười nói khoát đạt giả là tuấn kiệt người quả nhiên là bỉ ngạn tuấn kiệt người tên là gì thủ tướng kia thận trọng nói thạch thiên dưỡng hứa ứng kinh ngạc nói gọi thế nào cái tên này Thủ tướng kia nói: "Ta vốn là Bỉ Ngạn Cô Nhi, bởi vì bị người phát hiện tại tảng đá một bên, giang lợi tốt, gặm tảng đá sống qua ngày, thế là liền gọi là Thạch Thiên Dưỡng, nói ta là dựa vào tảng đá, dựa vào lão thiên nuôi sống." Hứa ứng nhẹ nhàng gật đầu, nói các người cùng ẩn nguyên tử là từ Bỉ Ngạn mà đến. "Làm sao qua được?" Thạch Thiên Dưỡng trần chờ một chút, hay là nói rõ sự thật, nói tam giới cùng Bỉ Ngạn ở trong Hỗn Độn Hải đã rất gần, ta Bỉ Ngạn phái ra đại lượng trinh sát tìm kiếm tam giới hạ lạc hai vị này trinh sát tìm được tam giới về sau gieo xuống bỉ ngạn sa la cây này có thể hấp thu hỗn độn hải chất dinh dưỡng bản thân sinh trưởng bởi vì có thể hấp thu hỗn độn hải đặc tính cho nên chỉ cần ở trên tàng cây lưu lại lạc ấn liền có thể thuận cảm ứng vãng lai hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích mang ta tiến đến thạch thiên dưỡng mang theo hắn đi thuyền tiến về hỗn độn hải qua không lâu bọn hắn đi vào gốc kia bỉ ngạn sa la bên cạnh gốc này kỳ thụ đã trở nên càng lớn cao chừng ngàn trượng thân cây trực tiếp, mọc ra vảy rồng đồng dạng vỏ cây, tán cây lơ lỏng, từng nhánh cành cây ngay ngắn trật tự, lá cây là từng mảnh từng mảnh lông xù lông vũ, như là phượng vũ. Hứa ứng quan sát tỉ mỉ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bỉ ngạn sa la lại còn tại sinh trưởng bên trong, từ hỗn độn hải hấp thu chất sinh dưỡng, dần dần dáng dấp cao hơn lớn hơn. Tam giới vị trí, hẳn là đã bại lộ. Hứa ứng dò hỏi, thạch thiên dưỡng liền vội vàng lắc đầu, nói chưa từng bại lộ. Nguyên bản biết tam giới, chỉ có hai vị này trinh sát, ta mang theo bọn hắn nguyên bản định đi tìm Thái Nhất Đại Đạo Quân báo cáo Tam Giới Phương Vị, nhưng tiếc rằng ẩn nguyên tử ngăn lại chúng ta, bức hiếp chúng ta tới tìm Tam Giới. Bởi vậy chúng ta còn chưa tới kịp đem Tam Giới Phương Vị báo cáo. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu, một bên dò xét bỉ ngạn Sa La, một bên vụng trộm liếc nhìn hắn một cái, tính toán phải chăng muốn giết chết hắn? Thạch Thiên Dưỡng tựa hồ cảm thấy được nguy cơ sắp tới, trong lòng lo sợ bất an. Sau một lúc lâu hứa ứng nói, ngươi rất phối hợp, ta không giết ngươi. Tại tam giới thời gian, ngươi liền đi theo ta, không cần tùy ý đi lại. Ngươi yên tâm, ta là trong tam giới lừng lẫy nổi danh đại tiến nhân, từ trước tới giờ không nuốt lời. Thạch thiên dưỡng không người xưng là, hứa ứng điều vận pháp lực, thôi động chiếc này thúy nham lâu thuyền hướng nhân gian giới chạy tới. Thánh tôn, tổ thần bọn người canh giữ ở di tích bên ngoài, chậm chạp không động, không dám tiến vào trong di tích. Những ngày này, những di tích chi chủ kia cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là tòa kiêu uyên hải nhưng dần dần hạ xuống tới, cùng từng tòa di tích tương dung. Trong di tích phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên vị ương cảm ứng nhất là nhạy cảm, nói uyên hải tại chữa trị bọn hắn dị trùng đại đạo. Đám người nghe vậy, trong lòng nghiêm nghị, những này di tích chi chủ đã trải qua kiếp vật, tự thân đại đạo bị hao tổn nghiêm trọng, tu vi bị hao tổn nghiêm trọng, thực lực cũng giảm mạnh, bởi vậy bọn hắn còn có thể cùng đối phương miễn cưỡng một trận chiến. Nếu như thực lực của đối phương khôi phục, chỉ sợ liền lại không giao phong khả năng. Tổ thần cố gắng áp chế thương thế, nói kiếp vận sẽ không cứ thế biến mất, chỉ cần kiếp vận vẫn luôn tại, bọn hắn cũng đừng mơ tưởng rời đi những di tích này. Lần này hắn thương thế nặng nhất, nhưng cũng may hồng nguyên hạch tâm dung nhập vào trong tam giới, hắn thực lực tu vi bởi vậy tăng vọt, đủ để luyện hóa những đạo thương này. Viễn tổ nói, bọn hắn không cách nào rời đi di tích, nhưng bọn hắn có thể khuếch trương di tích. Nếu như ngồi yên không lý đến Toàn bộ nhân gian giới chỉ sợ đều sẽ bị Tiền Đình di tích bao phủ. Nói không chừng bao phủ tam giới, cũng có thể, kể từ đó, tam giới chính là di tích, bọn hắn vừa lại không cần rời đi di tích. Trong lòng mọi người chịu nặng viễn tổ suy đoán chỉ sợ chính là những này tiền đình di tích chi chủ ý nghĩ, chiếm lấy tam giới, cải tạo tam giới thiên địa đại đạo, để trong này biến thành một cái khác tiền đình. Chư vị, lưu ở nơi đây cũng là vô ích, nắm chặt tu hành đi." Tổ thần nói, "Ta lưu tại nhân gian giới trông coi khu di tích này nhưng nếu có dị động liền thông chi các ngươi đám người yên lặng gật đầu riêng phần mình rời đi bọn hắn đi không lâu sau hứa ứng khống chế lấy thúy nham lâu thuyền đến chỗ này tổ thần vội vàng từ trên trời giáng xuống hóa thành nam tử trẻ tuổi rơi trên thúy nham lâu thuyền nghi ngờ nhìn thạch thiên dưỡng một chút nói hứa đạo tổ vị này là bị ngạn dị nhân thạch thiên dưỡng hỗn độn hải bến đỏ thủ tướng hứa ứng thuận miệng giới thiệu một câu dò hỏi thánh tôn vị ương bọn hắn ở đâu tổ thần đem bọn hắn thương thảo kết quả nói một phen nói bây giờ thời gian tại chúng ta bên này tam giới khuếch trương thiên tài địa bảo vô số kể tân đạo bộc lộ chính là vun trồng người mới để tam giới cường giả càng ngày càng nhiều thời điểm bọn hắn lưu tại nơi này không bằng cho chúng ta tam giới nhiều dạy dỗ một số cao thủ hứa ứng nhẹ nhàng gật đầu nói đây là ổn thỏa nhất biện pháp nhưng là trước đó còn có một chuyện chỉ cần muốn làm tổ thần không hiểu ý nghĩa hứa ứng đột nhiên cất cao giọng nói tam giới sứ giả hứa ứng bỉ ngạn sứ giả thạch thiên dưỡng đến đây tiếp tiền đình thời đại đạo hiếu mong rằng các vị đạo hiếu tạo thuận lợi tổ thần giật nảy mình nhỏ giọng nói cốt đầu nhân này là bỉ ngạn sứ giả hứa ứng khe khẽ lắc đầu tổ thần cả giận nói lừa gạt tiền đình cường giả ngươi muốn tìm chết nếu là bị bọn hắn phát hiện lột da của ngươi ra không được không được các ngươi đi khẳng định không an toàn ta cùng đi với ngươi Ta đi cũng không được, ta thương thế còn chưa khỏi hẳn. Ngươi chờ ta một chút, không cần vội vã đi vào, ta đi gọi Thánh Tôn. Tiểu tử này thực lực tu vi đã không kém hơn ta. Hứa ứng cười nói, nhân gian giới cũng không phải đầm rồng hang hổ, không cần khẩn trương như vậy, kinh động Thánh Tôn. Tổ thần cứ việc yên tâm, ta lần này đi là vì tam giới hòa bình mà đến, không phải muốn đả sinh đả tử. Tổ thần cả giận, ngươi là hòa bình mà đến, người ta còn không phải thế. Ngươi không nên đánh sinh đánh chết người ta đánh chết tươi ngươi đang nói đột nhiên phía trước trong di tích một cánh cửa xuất hiện trong đó một vị cao lớn hùng tráng thân ảnh đứng tại sau cánh cửa phương chào nói hứa đạo hữu thạch đạo hữu đến đây bái phỏng để cho chúng ta bồng tất sinh huy xin mời tổ thần còn định nói thêm hứa ứng đã mang theo thạch thiên dưỡng hướng tỏa môn hộ kia đi đến đành phải thân hình lơ lửng khẩn trương chú ý trong di tích nhất cử nhất động hắn khống chế tam giới thiên đạo tam giới chuyện phát sinh rõ mồn một trước mắt không cần tự mình đi nhìn nhưng là di tích khác biệt, nơi này thiên địa đại đạo quy tắc đều đã cải biến, bên trong chuyện phát sinh không tại hắn nắm giữ. Muốn biết bên trong phát sinh cái gì, liền chỉ có tận mắt xem xét. Thạch thiên dưỡng cùng sau lưng hứa ứng, trong lòng có chút lo sợ bất an, truyền âm nói, hứa đạo tổ, ta cũng không phải là bị ngạn sứ giả, ta chỉ là bị ngạn trông coi bến đò. Ta biết, chương 1265, hứa ứng thần thái thong dong thản nhiên truyền âm nói, nhưng bọn hắn không biết ngươi không cần quản ngươi có đúng hay không bị ngạn sứ giả, người chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện, người đại biểu cho bỉ ngạn thái nhất đại đạo quân. Thạch Thiên Dưỡng vẫn còn có chút khẩn trương, nói ta chỉ gặp qua đại đạo quân một hai lần, hắn là khinh thường tại cùng ta bực này tiểu nhân vật nói chuyện. Liền xem như những bất hủ chân vương kia, đại đạo quân có thể để mắt cũng không nhiều. Hứa ứng cười nói, người không cần phải để ý đến những thứ này. Nếu là gặp được đề ra nghi vấn, tự nhiên do ta đến đáp lại, người một mực sụ mặt không cho nói cũng không cho cười. Thạch thiên dưỡng thoáng yên tâm, nói tựa như bọn hắn đều thiếu nợ ta tiền một dạng. Hứa ứng cười nói, không sai, tựa như bọn hắn đều thiếu nợ ngươi tiền một dạng. Thạch thiên dưỡng thầm nghĩ, như vậy, cái này dễ dàng rất nhiều, ta liền theo hắn, không nói lời nào, cái gì đều mặc kệ, ai nói chuyện với ta ta đều giữ dằn nhìn xem hắn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta đầu hàng hứa đạo tổ, là bởi vì đầu hàng có thể bảo mệnh, nhưng hiện tại xem ra giống như có chút chẳng phải đáng tin cậy. Ta thế nào cảm giác đầu hàng hắn đã chết càng nhanh. Hai người đi vào tòa môn hộ kia, tiến vào trong di tích, tiền đình thời đại tất cả di tích, đều đã tại huyên hải tác dụng dưới núi liền thành một thể, không phân khác biệt. Nơi này thiên địa đại đạo cùng tam giới đại đạo khác lạ, hẳn là cơ sở đại đạo cơ cấu khác biệt, liền xem như cùng một loại thiên địa đại đạo cũng cho người dị chủng đại đạo cảm giác, thậm chí có thể lẫn nhau quấy nhiễu. Lúc này, những di tích này cực khác lúc trước, không còn rách nát, từng tòa đình đài lâu tạ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiên cung tiên điện có chút hoa lệ tráng quan. Không ít nguyên lai nhìn như một mảnh hiểm ác chi địa di tích, giờ phút này thế mà chim hót hoa nở, thảm cỏ xanh khắp nơi trên đất, tiên quả từng đống rủ xuống đầu cành, hương thơm thấm người phế phủ. Trong đó không ít di tích chi chủ bắt đầu bản thân chữa trị tổn hại đại đạo, thấy hứa ứng trong lòng nghiêm nghị. Tôn kia thể phách cao lớn di tích chi chủ ánh mắt đảo qua hứa ứng cùng thạch thiên dưỡng, hư một tiếng, Lấy đạo ngữ nói, Tam giới cùng Bỉ Ngạn, thế mà chỉ phái đến hai vị đạo cảnh bát trọng tiểu nhân vật làm sứ giả a. À. Hứa ứng cười ha ha nói, Tam giới điện linh nhân kiệt, thắng qua ta tự nhiên vô số kể. Bỉ Ngạn cũng là cao thủ nhiều như mây, sở dĩ ta hai người làm sứ giả, quả thật tiền đình quá yếu ớt, không đáng phái tới Tam giới cùng Bỉ Ngạn bất hủ. Di Tích chi chủ kia giận tím mặt, điềm nhiên nói, Tam giới vậy mà cùng Bỉ Ngạn thông đồng làm bậy, thật sự là uổng phí đại đạo chủ một phen khổ tâm. Đại đạo chủ mở hồng nguyên, tam giới bởi vậy sinh ra, không nghĩ tới ngược lại nuôi thành một nhóm bỉ ngạn chó săn. Hứa ứng nghe ra hắn trong lời nói có hàm ý, trong lòng kinh ngạc, thông thiên kiếm chủ trên tấm bia đá lưu lại kiếp vận tập mà tiền đình diệt, hồng nguyên mở mà tam giới hiện chữ. Chẳng lẽ tam giới là tiền đình đại đạo chủ mở, đối với tiền đình thời đại, hắn là thật giải không nhiều. Di tích chi chủ kia đưa tay tương thỉnh, nói, bất quá, các ngươi nếu là sứ giả, như vậy ta không có khả năng ngăn cản. Mời! hứa ứng theo hắn đi thẳng về phía trước, đã thấy di tích chi chủ kia khí thức càng ngày càng cường thịnh. Hiển nhiên mặc dù Uyên Hải đem từng cái di tích nối liền thành một thể, nhưng từng cái di tích ở giữa hay là có cực lớn khác biệt, cũng không phải là một cái hoàn chỉnh chỉnh thể. Vị này di tích chi chủ càng ngày càng mạnh, cho thấy hắn chính là đi vào chính mình trong di tích, đạo Pháp tự thân dần dần tăng lên tới cực hạn. Bất hủ cảnh thân giữ đạo đồng, đại đạo đảng thân, mặc dù hắn di tích vẫn như cũ chưa từng khôi phục, nhưng so trước đó có thể nói là cường thịnh rất nhiều tam giới phái người đến, vậy liền để ta trước nhìn một chút người có làm sứ giả bản lĩnh A. À. Tôn kia di tích chi chủ trong khoảnh khắc đem đạo Pháp tăng lên tới cực hạn, quay người một chân quét tới, lập tức đại đạo oanh minh, hứa ứng bên người không gian phát ra lít nha lít nhít tiếng bạo liệt, lại là đạo Pháp thực sự cường hoành, đại đạo xâm nhập những không gian này, dẫn đến trong không gian sinh ra các loại đạo Pháp diễn hóa thần thông, đem những không gian này chống ra. Mặc dù là một chân quét tới, nhìn như không có thần thông, nhưng thần thông phảng phất trong nước biển vô số giọt nước, lít nha lít nhít vào tới. Hứa ứng đứng tại chỗ, thân thể bất động, đột nhiên Chu Tiên Kiếm mang theo ba 000 tiên kiếm bay lên, Chu Tiên Kiếm trận bộc phát, sát khí minh mang, đem toàn bộ minh mông di tích nhồi vào. Oanh, di tích chi chủ kia trên đùi quần áo nổ tung, huyết nhục bay múa, toàn bộ chân huyết nhục giống như là bị lột ra đồng dạng, sau một khắc liền lộ ra bạch cốt âm u. Vị kia di tích chi chủ kêu lên một tiếng đau đớn, bay về phía trước ra, Ẩm vang đâm vào chính mình di tích trên một dãy núi. Dãy núi kia cũng là hắn đại đạo ngưng đúc mà thành, cứng rắn không gì sánh được. Nhưng gặp Chu Tiên kiếm trận sáng tỏ không gì sánh được trận thế như là một cây thô to không gì sánh được kiếm trụ con quét ngang mà đến. Vị kia di tích chi chủ bị kiếm trận nghiền ép lấy, đem dãy núi kia đụng nát, dài đến ngàn dặm kiếm quang trong gào thét từ khu di tích này mặt ngoài đảo qua. Quản hắn sơn thanh thủy tú, quản hắn chim hót hoa nở, hết thảy đang xoay tròn lấy kiếm khí bên dưới san thành bình địa. Vị kia di tích chi chủ lăn lông lốc, đập xuống trên mặt đất, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, không có một khối thịt ngon. Hứa Ứng đưa tay kiếm trận bay lên, từng đạo thô to không gì sánh được kiếm khí vần quanh di tích chi chủ kia bốn phía, bá 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 rơi xuống. Ầm ầm, kiếm khí rơi chỗ, đại địa kịch liệt rơi xuống, mảnh này phương viên vạn dặm di tích tính cả vị kia di tích chi chủ cùng một chỗ rơi xuống xuống dưới, bị hắn phong ấn. Tổ thần tại di tích bên ngoài, xa xa thấy cảnh này, tâm can đều đang run rẩy hứa ứng tiểu tử thúi này uy phong vi phong còn chưa tính ngươi đem người ta trấn áp những này vô pháp vô thiên chi đồ nếu là vạch mặt muốn ngươi chết không nơi táng thân ta cũng không cứu được ngươi hắn lo lắng đi tới đi lui nôn nóng bất an ngoài miệng không lông làm việc không bền vững chuyện này chỉ cần ta tự mình ra mặt thế nhưng là ta hiện tại còn không đánh lại hứa ứng mà lại bọn hắn nói ta miệng cọp gan thỏ hứa ứng thu kiếm ba nghìn phi kiếm gào thét mà về đi vào bên cạnh hắn liền tự tiêu mất vô tung. Nơi xa, từng đôi hung ác ánh mắt nhao nhao hướng bên này quét tới, ánh mắt như sấm như điện, răng rắc rung động. Hứa ứng không sợ chút nào, đón những di tích chi chủ kia ánh mắt đi thẳng về phía trước, cất cao giọng nói, ta phụng thông thiên kiếm chủ chi mệnh mà đến, phải chăng có tư cách làm người sứ giả này. Thạch thiên dưỡng đi ở phía sau hắn, cảm thấy mình cũng hẳn là biểu hiện một chút, thế là trợn tròn con mắt, ánh mắt hung ác, nghênh tiếp những này di tích chi chủ ánh mắt. Hừ, hắn trùng điệp dừng một tiếng, thông thiên kiếm chủ năm đó bằng sức một mình, đem chúng ta 103 người trấn áp phong ấn, hắn phái tới sứ giả, chúng ta tự nhiên muốn thật tốt nghênh tiếp, không thể lãnh đạm. Cái kia tầng tầng di tích chỗ sâu, truyền tới một nặng nề thanh âm, khí tức cũng so mặt khác di tích chi chủ càng cường đại hơn, nói, hứa đạo hiếu, thạch đạo hiếu, mời. chương 1266, người lừa ta gạt. Hứa ứng cùng thạch thiên dưỡng hướng di tích chỗ sâu đi đến, hai bên đường, từng tôn di tích chi chủ thân hình sừng sững, bốn phía đại đạo chi tượng bồng bềnh, dị tượng ngàn vạn, để bọn hắn thân hình mông lung mà hư ảo. Bọn hắn chuyển bước, đi theo hứa ứng cùng Thạch Thiên dưỡng sau lưng, con mắt chăm chú khóa chặt hai người, lúc nào cũng có thể động thủ đem hai người chém giết. Bị nhiều như vậy bất hủ giả vờn quanh, hứa ứng vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, nhìn không chớp mắt, Thạch Thiên dưỡng thì là ánh mắt hung ác, liếc nhìn bốn phía. Cứ việc những di tích chi chủ này tâm động sát cơ, nhưng cũng không khỏi không bội phục hai người này can đảm. Hứa ứng cùng Thạch Thiên dưỡng sánh vai mà đi, một lớn một nhỏ, khí vũ hiên ngang, đi vào đại đạo chủ hài cốt phía dưới. Nơi này, có di tích chi chủ thi triển đại pháp lực, hư không tạo vật, một tòa mỹ lệ vạn phần tiên thành đang khi bọn họ trước mặt hình thành. Hư không tạo vật, là lấy tự thân đại đạo hình thành vật chất, đạo vật chuyển đổi, là hứa ứng trước mắt còn chưa từng tiếp xúc đến lĩnh vực, khiến cho hắn nhìn mà than thở. Tiền đình thời đại, thực sự quá phát đạt. Cường thịnh như vậy thời đại, làm sao lại xuống dốc, đi đến diệt tuyệt con đường. Cái gọi là kiếp vận, thật khủng bố như vậy sao? Hứa ứng thầm nghĩ, đại đạo chủ hài cốt hai bên, trong hư không, từng tôn tướng mạo cao cổ lão giả nguy ngồi, có tòa hạ hoa sen tự sinh, có tòa hạ sinh ra tường vân, có sinh ra kim quang, còn có đại đạo hóa thành hải đường lá một mảnh, ngồi tại hải đường lá bên trên. Cái này mười vị lão giả nhao nhao mở mắt, ánh mắt rơi vào hứa ứng cùng thạch thiên dưỡng trên thân hai vị sứ giả, mời tới bên này. Trong đó một vị tóc trắng xóa bất hủ cảnh lão giả, mở miệng nói, vừa mới doãn hồng vô lễ, ta hướng hai vị bồi tội. Thanh âm hắn hùng hậu, hẳn là vừa mới mở miệng quát bảo ngưng lại những di tích chi chủ kia người kia, nói, không biết hai vị sứ giả đến ta nguyên giới lãnh địa, có gì muốn làm. Trong hư không không có vật gì, cũng không ngồi xuống chi địa, mà lại tại đại đạo chủ áp bách dưới, căn bản là không có cách phi thân lên cùng bọn hắn bình khởi bình tọa Hứa ứng ngước đầu nhìn lên, chỉ gặp những bất hủ cảnh lão giả kia ngồi trên không trung, ở trên cao nhìn xuống, mà phía sau theo tới rất nhiều di tích chi chủ, cũng riêng phần mình đứng ở không trung, nhìn xuống hai người. Hứa ứng thôi động võ đạo, một bước lên mây, đi vào cái kia mười vị bất hủ lão giả ở giữa, sừng sững trên không trung, chào nói, vị trưởng lão này xưng hô như thế nào. Đám người gặp hắn vậy mà có thể tại đại đạo chủ hài cốt áp bách dưới đi tới, trong lòng riêng phần mình giật mình cái này tam giới sứ giả cao minh hắn nhất định tu luyện cái gì ghê gớm đại đạo đại đạo chủ không trấn áp được về phần bỉ ngạn kia sứ giả cũng có chút không chịu nổi thạch thiên dưỡng chỉ cảm thấy một thân tu vi pháp lực đều bị đại đạo chủ khí thức áp chế không cách nào điều động bất luận cái gì tu vi trong lòng hãi nhiên đành phải thành thành thật thật đứng trên mặt đất thầm nghĩ dù sao hứa ứng gọi ta đến chỉ là để cho ta trang người câm không cần ta nói chuyện ta lưu tại trên mặt đất là được vị lão giả tóc trắng kia cũng không hoàn lễ nói lão hủ mẫn bạc Hứa ứng nghiêm mặt nói, mẫn đạo huynh, nơi này rõ ràng là tam giới, từ đâu tới nguyên giới. Các người nguyên giới hủy ở kiếp vận bên trong, đến ta tam giới, chiếm lĩnh ta tam giới con dân không gian sinh tồn, là đạo lý gì? Một vị khác lão giả dâu xanh tay vuốt tròm dâu nói, tam giới vốn là ta nguyên giới đại đạo chủ mở, làm ta nguyên giới hủy diệt đằng sau một cái khác nơi ở. Chúng ta lúc đầu chính là tam giới địa chủ, cái gọi là tam giới, nguyên bản chính là ta nguyên giới đổ vật. Hứa ứng chuyển hướng hắn, nói đạo huynh xưng hô như thế nào cái kia lão giả dâu xanh nói lão hủ quách đạo tử hứa ứng nói hồng nguyên cũng không phải là đại đạo chủ chỗ tạo mà là trong hỗn độn hải vũ trụ phôi mầm coi như không có đại đạo chủ mở hồng nguyên cái này hồng nguyên cũng sẽ diễn sinh tam giới vũ trụ chính là đại đạo chủ mở hồng nguyên lại trộm lấy ta tam giới hồng nguyên hạch tâm dẫn đến ta tam giới tu sĩ không có được chứng kiến chân chính đại đạo chư vị trộm lấy hồng nguyên hạch tâm không nói còn đánh cắp hồng nguyên hạch tâm lực lượng Bây giờ, lại tới xâm ta tam giới lãnh địa, cường đạo sắc mặt, có thể thấy được lốm đốm. Cái kia lão giả dâu xanh quách đạo tử tức giận, quát nếu không có đại đạo chủ tiêu hao tính mệnh mở hồng nguyên, các người tam giới đến bây giờ chỉ sợ hay là cái phôi mầm, đừng nói sinh linh, liền xem như chỉ sâu bỏ cũng không có một cái. Hứa ứng nói, nguyên giới trộm lấy hồng nguyên hạch tâm, cho các người kéo dài tính mạng, còn lý luận. Một vị khác khuôn mặt thon gầy lão giả hốc mắt lõm xuống dưới, đưa tay ngừng quách đạo tử, nói, hứa ứng, người mồm miệng lanh lợi, nhưng cũng khó sửa đổi một sự thật. Đó chính là, không có chúng ta nguyên giới đại đạo chủ mở hồng nguyên, liền không có các ngươi. Hứa ứng hạ thấp người nói, các hạ là, lão hủ pháp danh ô chân tử. Hứa ứng cười nói, đạo huynh, tam giới con dân là đại đạo sở sinh, hay là các ngươi sở sinh? Nếu là đại đạo sở sinh, đại đạo là các ngươi tạo nên, hay là hồng nguyên tạo nên? Nếu là hồng nguyên tạo nên, là các ngươi sáng tạo hồng nguyên, hay là hỗn độn hải thiên sinh địa dưỡng? Vô luận các người có mở hay không hồng nguyên tương lai hồng nguyên đều sẽ mở cùng các người có liên can gì ô chân tử phất tay áo không vui nói hứa ứng người lệch ra quấy lằng nhằng người gọi thông thiên kiếm chủ tự mình đến đây hứa ứng cười ha ha nói nếu là kiếm chủ ở đây chỉ sợ chư vị đã sớm máu chảy thành sông thông thiên kiếm chủ tại năm đó liền có thể đem bọn ngươi chấn áp hôm nay diệt việt các ngươi không nói chơi ngươi ô chân tử các loại trưởng lão nhao nhao đứng dậy thật sự nổi giận Mẫn bạc ngừng bọn hắn, nói chư vị an tâm chớ vội. Hứa đạo hiếu, người khiêng ra thông thiên kiếm chủ tới dọa chúng ta, cho là chúng ta nguyên giới bị kiếp vận vây khốn, tất nhiên sợ thông thiên kiếm chủ. Người khinh thường ta nguyên giới, ta nguyên giới có bất hủ 272 vị, đều là đại đạo đẳng thân tồn tại, lại có đại đạo chủ tỏa chấn, thông thiên kiếm chủ chưa từng chứng được đại đạo chủ chi cảnh, liền không cách nào cùng ta nguyên giới chống lại. Hứa ứng nhìn chung quanh một vòng, cười nói, 272 vị bất hủ, đều là bị kiếp vận tra tấn lão hủ hạng người, tự thân khó đảm bảo. Đại đạo chủ Mở Hồng Nguyên, tổn thương thảm trọng, chỉ còn lại có một bộ xương khô. Một bộ xương khô, lại thêm hơn 200 vị lão hủ, thông thiên kiếm chủ một người một kiếm, nguyên giới vũ trụ liền có thể tuyệt vời. Mẫn Bạc cũng không nhịn được tức giận, quát làm càn. Ngươi là tới làm sứ giả, hay là đi tìm cái chết? Hứa ứng sắc mặt nghiêm lại, nghiêm nghị nói, "Chư vị, ta là tới hiểu lấy lợi hại." Bây giờ ta tam giới có thông thiên kiếm chủ tỏa chấn, thần thông vô lược, lại có bỉ ngạn sứ giả ở đây. Coi như các ngươi như thế nào lợi hại, cũng đối kháng không được tam giới cùng bỉ ngạn liên thủ. Bốn phía đám người nghe hắn nhắc lên bỉ ngạn, từng cái cười lạnh không thôi, hiển nhiên cùng bỉ ngạn cũng không đối phó. Hứa ứng nói, chư vị kiếp vận còn tại, làm gì khuất tại tam giới. Nếu là chư vị có thể rời đi tam giới, tam giới trên dưới, tất nhiên mang ơn, khác trong tâm khảm, Mẫn bạc cười lạnh nói, chúng ta đến tam giới, chỉ là cư trú, bị ngạn đến tam giới, chỉ sợ liền muốn nô dịch tam giới. Hứa ứng nói, bị ngạn nô dịch tam giới, chư vị không phải là không muốn nô dịch tam giới. Đã như vậy chư vị cùng bị ngạn có gì khác biệt? Nếu như chư vị thật chỉ là vì cư trú, như vậy hôm nay ta có thể thay mặt thông thiên kiếm chủ làm chủ, đem chư vị bây giờ chiếm đoạt địa phương, chia cho chư vị, xem như chỗ nương thân. Nhưng sau này chư vị không được lại khuếch trương một tấc đất, nếu như chư vị tới nô dịch ta tam giới, như vậy chỉ có xin mời thông thiên kiếm chủ xuất thủ, xuất lĩnh ta tam giới con dân, đem nơi đây san thành bình địa. Từng tôn bất hủ cảnh tồn tại riêng phần mình tức giận, ô chân tử nói, người mở miệng một tiếng thông thiên kiếm chủ, thông thiên kiếm chủ ở đâu? Ta hoài nghi, thông thiên kiếm chủ đã sớm chết, hứa ứng liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ta mang theo kiếm chủ bội kiếm, còn không thể chứng minh kiếm chủ ngay tại tam giới. Ngươi nếu không tin, chờ ta trở về bẩm báo kiếm chủ, mời hắn nở rộ khí thế, người tự nhiên liền biết. Nhưng ta cũng có hoài nghi, đại đạo chủ phải chăng còn tại nhân thế. Chư vị trưởng lão thấy hắn như thế chắc chắn, trong lòng từng cái trần chờ không chừng. Mẫn bạc ho khan một cái, nói nếu là thông thiên kiếm chủ nở rộ khí tức, chúng ta tự nhiên cũng sẽ tỉnh lại đại đạo chủ, xin mời đại đạo chủ nở rộ khí tức. Chỉ là có một chút, bị ngạn sứ giả xử lý như thế nào hứa ứng nghiêm mặt nói đợi cho chúng ta hai nhà riêng phần mình nghiệm minh đại đạo chủ cùng thông thiên kiếm chủ chân thân liền ký minh ước phát hạ thể độc sau này nguyên giới không được khuếch trương cương vực ta tam giới cũng không đến khu trục nguyên giới các vị đạo hữu hai nhà kết minh cộng đồng chống lại bỉ ngạn đợi cho khi đó ta tự mình xử tử bỉ ngạn sứ giả cho thấy quyết tâm mẫn bạc quả quyết nói tốt một lời đã định một lời đã định phía dưới thạch thiên dưỡng bình chân như vậy tiếp tục trừng to mắt hung ác hết nhìn đông tới nhìn tây, nghe vậy không khỏi thở phào một cái, thầm nghĩ cuối cùng nói xong, xử tử một cái bỉ ngạn sứ giả đổi lấy lưỡng giới hòa bình, ngược lại là có lời. Chờ một chút, thật giống như ta chính là sứ giả bỉ ngạn kia. chương 1267, hắn mồ hôi lạnh trên trán say xưa, muốn xử tử người, đúng là mình. Lúc này, hứa ứng từ không trung đi xuống, nói thạch đạo hiếu, mời đi. Hừ, thạch thiên dương ánh mắt hung ác quét hắn một chút, một trái tim lại bất ổn, thình thịch nhảy loạn. Hắn rất muốn hiện tại liền cùng hứa ứng vạch mặt, nhưng bốn phía nhiều như vậy nguyên giới bất hủ cảnh tồn tại, chính mình chỉ cần dám động thủ nhất định đã chết không gì sánh được dứt khoát. Hắn kiên trì đuổi theo hứa ứng, thầm nghĩ, đợi chút nữa rời đi nơi này, ta liền chuồn mất. Hai người đi ra ngoài, mẫn bạc phất tay, ra hiệu những di tích chi chủ kia không ngăn được. Đợi cho hứa ứng đi xa, tất cả trưởng lão nhao nhao vây lên đến đây, ô chân tử khoái ngôn khoái ngữ nói, mẫn huynh, người sao có thể đáp ứng. Chúng ta bây giờ lãnh địa là bực nào nhỏ, nếu là bị hạn chế ở đây, như thế nào kéo dài nguyên giới văn minh." Quách đạo tử nói, Ô chân tử nói không sai, năm đó kiếp vận bộc phát, bao nhiêu tộc nhân chết thảm, chỉ có chúng ta còn sống sót. Đại đạo chủ vì cầu được nguyên giới một chút hy vọng sống, chui vào hỗn độn hải, tìm tòi bao nhiêu năm mới tìm đến Hồng Nguyên. Vì mở Hồng Nguyên, hắn không tiếc tính mệnh, vì cái gì chỉ là muốn ở trong tam giới cho chúng ta cầu được một khối chỗ nương thân a. Tuyệt không phải như vậy, hắn sở cầu là để cho ta nguyên giới vũ trụ văn minh kéo dài. Tất cả trưởng lão nhao nhao gật đầu, mẫn bạc nói ta tự nhiên biết, nhưng thông thiên kiếm chủ thực sự kinh tài tuyệt diễm, năm đó liền có chấn áp chúng ta thực lực, bây giờ chỉ sợ đạo hạnh độ cao, khoảng cách đại đạo chủ cũng không xa. Đối mặt dạng này một vị tồn tại, chúng ta có thể cầu được một khối chỗ nương thân, cũng đã là được trời sủng ái. Lại nói, tam giới nếu là bị làm cho cùng bị ngạn cấu kết, như vậy chúng ta liền diệt phong ít ngày nữa. Chư vị trưởng lão riêng phần mình nhíu mày, bỉ ngạn, là từng tòa hỗn độn hải vũ trụ truyền miệng bỉ ngạn, nhưng bỉ ngạn tuyệt không phải mọi người trong giấc mộng bỉ ngạn, ngược lại cường đại dị thường tả ác. Năm đó nguyên giới cùng bỉ ngạn từng có một lần tiếp xúc, tình hình chiến đấu sự khốc liệt, bọn hắn những người may mắn còn sống sót này có thể nói khắc cốt minh tâm. Trước ký minh ước chúng ta liền có thể chậm chậm mưu toan. Mẫn bạc nói, hứa ứng chỉ nói đem chúng ta hiện tại cương vực chia cho chúng ta, để cho chúng ta không được khuếch trương, nhưng là không nói chúng ta không được đi ra mảnh cương vực này. Đợi cho sáng chế tịch kiếp pháp môn, chúng ta liền có thể rời đi nơi đây, tại tam giới truyền đạo. Chúng ta vì kéo dài văn minh, đem nguyên giới văn minh truyền xuống tiếp. Chúng ta tai kiếp khó thoát, nhưng chúng ta đại đạo truyền thừa tiếp, liền có thể chứng minh, chúng ta tới qua, nguyên giới tồn tại qua. Đám người trầm mặc xuống, ô chân tử xóa đi một thanh lão lệ, nói chư vị, mẫn đạo huynh nói cực phải. Kiếp vận là trốn không thoát, nhưng luôn luôn muốn lưu lại chút gì, chứng minh chúng ta đã từng tới. Quách đạo tử cảm xúc khuấy động, thanh âm khàn khàn nói, nhất định phải làm cho người biết, nguyên giới tồn tại qua, chẳng những tồn tại qua, chúng ta cũng tồn tại qua. Kiếp vận, gạt bỏ không được chúng ta, gạt bỏ không được nguyên giới. Mẫn Bạc thở dài, nói, hiện tại duy nhất nan đề chính là. Hắn nhìn chung quanh một tuần, nói, làm như thế nào mới có thể để cho Thông Thiên kiếm chủ tin tưởng, đại đạo chủ còn sống? đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không biết đại đạo chủ đến cùng sống hay chết, năm đó đại đạo chủ mở hồng nguyên, mệt mỏi nhục thân sụp đổ, đại đạo tan rã, chỉ còn lại có uyên hải cùng một bộ hài cốt. Từ đó về sau, đại đạo chủ hài cốt liền một mực yên lặng, bọn hắn coi là đại đạo chủ chết tại mở hồng nguyên trên đường. Bị ngạn ẩn nguyên tử xuất hiện, dẫn tới đại đạo chủ hài cốt hoạt động một chút, một chỉ điểm sát ẩn nguyên tử. Bởi vậy hứa ứng nghĩ lầm đại đạo chủ còn còn sống, chỉ là trạng thái cực kỳ không ổn đại đạo chủ hành động này cũng làm cho bọn hắn sinh ra hy vọng nhưng bọn hắn đã lặp đi lặp lại đem đại đạo chủ kiểm tra không biết bao nhiêu lần từ đầu đến cuối không có phát giác được đại đạo chủ trong hải cốt có dấu bất luận cái gì sinh cơ về phần làm sao kích phát đại đạo chủ khí thức mới có thể để cho thông thiên kiếm chủ không sinh ra hoài nghi là bọn hắn cực kỳ nhức đầu vấn đề nếu không khi đó chúng ta thử nghiệm tế lên đại đạo chủ hải cốt ô trân tử thử dò xét nói mẫn bạc thở dài đành phải như vậy Hứa ứng cùng Thạch Thiên Dưỡng đi vào di tích bên ngoài, Thạch Thiên Dưỡng liền muốn chạy trốn, hứa ứng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta còn muốn ngươi mang theo ta tiến về bỉ ngạn. Thạch Thiên Dưỡng trong lòng giật mình, thất thanh nói, ngươi muốn đi bỉ ngạn chịu chết. Hứa ứng nghĩ nghĩ, nói, người bình thường tại bỉ ngạn có phải hay không có tài nhưng không gặp thời, luôn luôn bị người xa lánh. Thạch Thiên Dưỡng kinh hãi nói, làm sao ngươi biết, bởi vì ngươi nói chuyện quá khó nghe, cho nên bọn hắn phiền ngươi, đem người đưa đi bến đỏ. Tổ thần chạy đến, hỏi thăm trao đổi tình hình, hứa ứng đại khái nói một lần, tổ thần sầu bên trên lông mày, nói đi đâu tìm một cái thông thiên kiếm chủ, chấn nhiếp nguyên giới di tích chi chủ. Ta chỉ định là không được, lão long cũng kém đến xa. Hứa ứng cười nói, ta đã có mưu đồ, không cần tổ thần hao tâm tổn trí. Hắn tế lên thúy nham lâu thuyền, chở hắn cùng thạch thiên dưỡng trở về địa tiên giới. Đợi đi vào địa tiên giới, hứa ứng lập tức đi tìm thánh tôn, nói, đem cái này to con đầu chặt đi xuống, lại trợ hắn mọc ra một cái đầu. Chặt đi xuống đầu chứa ở hộp lớn bên trong, giữ lại hắn một bộ phận tinh khí, ta phải dùng. Thánh tôn dò xét thạch thiên dưỡng cười nói, việc này đơn giản, ta thậm chí có thể đem hắn cắt thành vô số phiến mỏng tinh tế triển khai, hắn cũng sẽ không chết. Thạch thiên dưỡng lo sợ bất an, nhưng thánh tôn thực lực so hứa ứng cũng không hề yếu, để hắn không dám phản kháng. Qua không lâu, thạch thiên dưỡng đầu bị chặt xuống tới, cất vào trong hộp, lại được sự giúp đỡ của thánh tôn mọc ra một cái đầu. Hứa ứng đem hộp thu hồi, mang theo thạch thiên dưỡng đi vào tử vi tổ đình, thẳng tiến vào hạo thiên đế đế lăng. Tám vị đạo huynh, tam giới đại nán lâm đầu, ta đến xin mời bệ hạ thi thể chấn nhiếp đạo trích. Hứa ứng đi vào trong lăng mộ, hướng chấn thủ lăng mộ tượng đá bái nói. Trong đó một pho tượng đá khôi phục, hóa thành huyết nhục chi khu, nói nếu chuyện quá khẩn cấp, như vậy đành phải mời ra bệ hạ thi thể. Hứa đạo hiếu, xin mời đi theo ta. Thạch Thiên Dưỡng tại lăng mộ bên ngoài chờ đợi, thầm nghĩ, thông thiên kiếm chủ rõ ràng tại bỉ ngạn, là lừng lẫy nổi danh hung đồ, làm sao lại xuất hiện ở đây. Hắn vừa nghĩ đến nơi này, đột nhiên càn sơn trong đế lăng, một cỗ khí tức minh mông phóng lên tận trời, chỉ một thoáng sông phá tử vi tổ đình, thiên địa biến sắc, chấn kinh hoàn vũ. Khí tức kia giống như một đạo không gì sánh được thô to cột sáng, chiếu phá địa tiên giới bầu trời, tinh không, động chiếu thiên tiên giới, như mặt trời ban trưa, đem thiên tiên giới long tộc cả kinh run lẩy bẩy. Mình mồm khí thức trong khoảnh khắc giả quét tam giới vũ trụ, dẫn tới trong vũ trụ sao trời từng tòa đại đạo chi cảnh cộng hưởng cộng minh. Tại phía xa nhân gian giới hướng Tây Bắc, nguyên giới vũ trụ hài cốt bên trên, từng vị kia nguyên giới di tích chi chủ phát giác được cỗ khí thức này, từng cái sắc mặt kịch biến. Thông thiên kiếm chủ, cực kỳ cường hoành, so năm đó chân áp chúng ta lúc còn cường đại hơn gấp trăm lần. Mẫn bạc bọn người cắn răng, đại đạo chủ, đắc tội mỗi người bọn họ pháp lực đều xuất hiện, tràn vào đại đạo chủ trong hài cốt, đem đại đạo chủ hài cốt tế lên, thôi động nguyên hải, lập tức nhân gian giới cũng có một cỗ khí tức minh mông phóng lên tận trời, cùng hạo thiên đế khí tức hòa lẫn. Hứa ứng tại phía xa địa tiên giới tử vi tổ đình trong đế lăng, liền cảm ứng được đại đạo chủ khí tức, trong lòng nghiêm nghị đại đạo chủ, quả nhiên còn sống. chương 1268, hỗn độn thể ước, bất diệt chân kinh. Hứa ứng đem hạo thiên đế thi thể lại mời về đế quan bên trong, dân hương bái một cái, lúc này mới vội vàng rời đi. Qua không lâu, hắn triệu tập biệt tiên giới cùng thiên tiên giới người chủ sự, đem việc này đại khái nói một lần, nói bây giờ chỉ có cùng đối phương lập thành minh ước mới có thể hóa giải tiền đình nguy hại. Thời gian trì hoãn càng dài, đối với chúng ta liền càng là có lợi. Cùng đối phương lập thành minh ước đằng sau, chư vị liền có thể yên lòng chuyên tu tân đạo. Nguyên vị ương nói còn muốn đề phòng đối phương trong minh ước có bẫy. Đám người liếc nhau, riêng phần mình gật đầu. Viễn tổ nói, mình ước bất quá là giấy một tấm, không thấu đáo hiệu lực, phát cái gì thể đều có thể vi phạm. Đối phương nếu là phát hiện thông thiên kiếm chủ không tại, không thể nói trước liền sẽ trở mặt. Việc này hẳn là lừa không được quá lâu, chỉ cần di tích chi chủ đi ra di tích, tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút, liền có thể biết thông thiên kiếm chủ không tại tam giới, bởi vậy rất dễ dàng bại lộ. Phế vật thanh huyền nói, như vậy, phải chăng có cái gì thể ước, vi phạm đằng sau phải thừa nhận nguy hại cực lớn đám người riêng phần mình lắc đầu, hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích, gọi Thạch Thiên Dưỡng, Thạch Thiên Dưỡng nói, ta tại bỉ ngạn ngược lại là biết có như thế một loại thệ ước, có thể đối với đại đạo chủ thề, chỉ cần đại đạo chủ chưa chết, nếu là đối phương vi phạm lời thề, liền có thể ứng nghiệm. Hứa ứng dò hỏi, đây là cớ gì? Thạch Thiên Dưỡng nói, đại đạo chủ cảnh giới tồn tại, đã là đại đạo chúa tể, đối với hắn phát thệ, nói ra đạo theo. Nếu là vi phạm lời thề, đại đạo chủ thể nội đại đạo liền sẽ bởi vậy xuất hiện khó khăn chắc trở trong cơ thể hắn đại đạo liền sẽ bản thân khôi phục tự nhiên mà vậy liền đem phá thệ giả giết chết liền xem như bất hủ chân vương cũng không dám vi phạm dạng này lời thề tổ thần nói thông thiên kiếm chủ là đại đạo chủ a thạch thiên dưỡng lắc đầu nói theo ta được biết không phải đại đạo chủ chính là đại đạo cộng chủ há lại tùy tiện liền có thể chứng được bất quá thông thiên đạo nhân tại bỉ ngạn tên tuổi rất vang tiểu nhi khóc đêm nói ra kỳ danh, liền không dám khóc. Đám người hai mặt nhìn nhau, tổ thần nói, đối phương nếu là đối thông thiên kiếm chủ phát thệ, chúng ta đối với nguyên giới đại đạo chủ hài cốt phát thệ, chẳng phải là đối phương có thể vi phạm lời thề, mà chúng ta vi phạm lời thề liền muốn thân tử đạo tiêu. Cái chủ ý này không thành, hứa ứng hỏi, bị ngạn có đại đạo chủ A, Thạch Thiên Dưỡng nói, trong truyền thuyết có, nhưng ta chưa bao giờ thấy qua, cũng không biết tên họ. Hứa ứng khẽ nhíu mày, sau một lúc lâu, nói phải chăng còn có mặt khác thể ước còn có nhân quả thể ước vi phạm nhân quả thể ước liền sẽ bị nhân quả lấy mạng thường thường ngoài ý muốn bạo chết chỉ là loại này thể ước nếu là gặp được tu luyện nhân quả đại đạo người sẽ bị tái giá nhân quả hoặc là nhảy ra nhân quả người liền không cần tuân thủ cũng có thể nhảy vào hỗn độn hải tẩy đi nhân quả Thạch Thiên dưỡng nói còn có hồng mông thể ước luân hồi thể ước sinh mệnh thể ước hỗn độn thể ước các loại đều thụ đại đạo hạn chế đối với đại đạo phát thể nếu như gặp phải tinh thông loại đại đạo này liền dễ dàng bị phá đi thậm chí tái giá hứa ứng do dự một chút thông thiên kiếm chủ khẳng định không có chứng được đại đạo chủ nếu là lời thề mất linh đối với đối phương không có lực ước thúc chẳng phải là đối với phe mình hữu hiệu nguyên vị ương dò hỏi đạo chủ thể ước cần đạo chủ tự mình trình diện sao thạch thiên dưỡng lắc đầu nói không cần chỉ cần tụng đại đạo chủ tên đại đạo của hắn liền có thể cảm ứng được nguyên vị ương hướng hứa ứng nói hỗn nguyên động nguyên tịch kiếp kinh cuối cùng một thiên có hỗn độn chủ chữ, không bằng liền làm cho đối phương hướng hỗn độn chủ phát thệ. Hứa ứng trần chờ một chút, nói có hỗn độn chủ cái này đại đạo chủ sao? Nguyên vị ương cười nói, chúng ta không biết, đối phương cũng chưa chắc biết. Đối phương càng là không biết, liền càng là không dám vi phạm. Hứa ứng nghĩ nghĩ, thật có mấy phần đạo lý. Lại hơn 10 nhiều ngày, Thúy Nham lâu thuyền trở hứa ứng, Thánh Tôn, Tổ Thần, Viễn Tổ, Minh Đạo Đế, Nguyên Vị Ương, Phế Vật Thanh Huyền, tiên đế hứa tính 10 người, người, đi vào nhân gian giới, lái vào nguyên giới vũ trụ trong di tích. Hứa ứng dâng lên thạch thiên dưỡng thủ cấp, mẫn bạc mở hộp ra nhìn lại, quả nhiên là bị ngạn sứ giả thạch thiên dưỡng thủ cấp, bên trong còn sót lại hắn tinh khí cùng tinh phách. Hứa đạo hữu quả thật là người đáng tin, mẫn bạc khen, song phương tại nguyên giới đại đạo chủ giới hài cốt, chính thức lập thể kết minh, lập thành nguyên giới đại đạo phạm vi, không được vượt qua bây giờ cương vực, tam giới không được xua đuổi nguyên giới di dân, tam giới cùng nguyên giới cộng đồng đối kháng bị ngạn các loại. Hứa đạo hiếu, các ngươi mười vị nhưng đối với đại đạo chủ hài cốt phát thệ. Mẫn bạc hiển nhiên đối với đạo chủ thể ước có hiểu biết, hướng hứa ứng nói. Hứa ứng cười nói, mẫn bạc, các ngươi mười vị trưởng lão nhưng đối với hỗn độn chủ phát thệ. Mẫn bạc nghe vậy, sắc mặt kịch biến, sau lưng mặt khác chín vị trưởng lão cũng riêng phần mình đổi sắc mặt. Hứa ứng thấy thế, trong lòng hồ nghi, chẳng lẽ trong hỗn độn hải này thật có hỗn độn chủ? Nhìn bọn gia hỏa này sắc mặt, hẳn là nghe qua hỗn độn chủ tên tuổi. Mẫn bạc ha ha cười nói, hứa đạo hiếu, vì sao không hướng thông thiên kiếm chủ phát thệ. Hỗn độn chủ chẳng qua là một cái hư vô mờ miệt truyền thuyết thôi, chưa hẳn tồn tại. Thông thiên kiếm chủ lại là mạnh mẽ tồn tại, làm gì đem lời thể ký thác vào hư ảo phía trên. Hứa ứng mỉm cười, thản nhiên nói, ai nói hỗn độn chủ là truyền thuyết. Mẫn bạc trong lòng nghiêm nghị, hắn quả nhiên biết trong hỗn độn chúa tể trong đầu hắn hiện lên các loại suy nghĩ đột nhiên cười nói không bằng dạng này các ngươi không cần hướng đại đạo chủ phát thệ chúng ta song phương cùng một chỗ hướng hỗn độn chủ phát thệ nếu là vi phạm lời thề liền hóa thành hỗn độn thân tử đạo tiêu như thế nào hứa ứng cười nói ta cũng đang có ý này thế là đám người chia hai hàng riêng phần mình cầm trong tay hương hỏa thần thái nghiêm nghị hướng hỗn độn chủ lập thệ hỗn độn chủ ở trên nghe đệ tử hứa ứng mẫn bạc nguyên dục ô chân tử đám người riêng phần mình báo ra danh hào của mình, đem trong lời thề cho nói một lần, chỉ gặp bọn họ cầm trong tay một trụ nén nhang lửa bốc cháy lên hơi khói bồng bềnh giữa không trung, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất từ nơi sâu xa có một tôn cổ lão không gì sánh được cảm giác tồn tại đáp lời bọn hắn lời thề, hấp thu bọn hắn hương hỏa chi khí. Lập thể đám người, riêng phần mình có một loại cảm giác giận cả tóc gáy, chỉ cảm thấy vi phạm lời thề, chỉ sợ nhất định sẽ chết. Đám người mồ hôi lạnh say xưa, đợi cho hương hỏa thiêu đốt hầu như không còn, bỗng nhiên đám người bên tai truyền đến một tiếng chuông vang, trôi giạt từ từ, thật lâu mới ngừng. Trong hỗn độn hải, thật có một vị hỗn độn chủ. Song phương kết minh qua đi, song phương kiếm bạt nỗ trương trận thế lúc này mới hòa hoãn lại, hứa ứng đám người cùng mẫn bạc bọn người riêng phần mình ngồi xuống, hòa hòa khí khí. Mẫn bạc cười nói, chúng ta là kiếp vận lâm thể chi thân, không còn sống lâu nữa, nguyên bản liền không có tính toán có thể sống bao lâu, chỉ là vì kéo dài ta nguyên giới văn minh, hứa đạo hữu có thể hay không tạo thuận lợi tuyển một chút tư chất thông minh, đến ta nguyên giới, ta nguyên giới nhất định dốc lòng dạy bảo. Hứa ứng nói, chuyện nào có đáng gì, trưởng lão yên tâm, ta sẽ an bài người đến đây. chương 1269, Mẫn Bạc cười nói, chỉ mong là chút không có kinh nghiệm tu luyện phàm nhân. Hứa ứng đáp ứng, nói chúng ta cũng có thể học nguyên giới đạo Pháp A. Mẫn Bạc do so dự một chút, cười nói cũng không phải là tại hạ keo kiệt, mà là kiếp vận vào đầu, chúng ta không thể không lưu lại nguyên giới truyền thừa. Miễn cho kiếp vận đánh tới lúc nguyên giới văn minh hóa thành không. Hứa ứng dò hỏi, trưởng lão, ta thường nghe nói kiếp vận, thế nhưng là tài sơ học thiền. Xin hỏi cái gì gọi là kiếp vận? Mẫn bạc nói, Hồng Nguyên mở, vũ trụ sinh ra, có sinh ra diệt, đây là định số. Khi Hồng Nguyên dập tắt, trong vũ trụ sinh linh ra sao nơi về? Tu sĩ chúng ta sở tu cầm đại đạo, ra sao nơi về? Tu sĩ chúng ta lại là gì nơi về? Đây là kiếp phận, cho tới phàm phu tục tử, từ bất hủ đạo chủ, không người có thể trốn. Hứa ứng trong lòng giật mình, nói, đại đạo chủ cũng không thể đào thoát. Mẫn bạc nói, trừ phi có chống lại vũ trụ phá diệt năng lực, hoặc là bài trừ hỗn độn năng lực, mới có thể đào thoát. Ta nguyên giới vũ trụ đi đến cuối cùng, vạn đạo đều là diệt, tất cả thiên địa hủy, vũ trụ bị hỗn độn hải thôn phệ, chỉ còn lại có chúng ta những này giả yếu tàn tật. Hắn lắc đầu, nói chúng ta đã định xong đạo chủ thể ước, ta cũng liền không dối gạt các hạ rồi, đại đạo chủ tuy là mở hồng nguyên kiệt lực, nhưng cũng cùng kiếp vận khó thoát liên quan. Kiếp vận tiêu hao đại đạo chủ tu vi, một kiếp không thành, một kiếp lại đến, thẳng đến muốn đem ngươi tiêu diệt mới thôi. Đại đạo chủ hắn, hơn phân nửa đã, hắn không có nói tiếp, đại đạo chủ chết rồi, hứa ứng bọn người ngạc nhiên. Ô chân tử, quách đạo tử bọn người mặt lộ vẻ đắc ý, cười nói các người bị chúng ta lừa, chúng ta hôm đó tế lên đại đạo chủ hài cốt, bắn ra đạo uy cũng không phải là đại đạo chủ chủ động xuất phát đạo uy chẳng qua hiện nay hỗn độn thể ước đã thành các ngươi không thể nào đổi ý hứa ứng nguyên vị ương thánh tôn bọn người liếc nhau cũng không nhịn được cười ha ha hứa ứng cười nói liền để cho các ngươi chiếm tiện nghi này mẫn bạc gặp hắn rộng lượng nhưng cũng khâm phục vạn phần nói hứa đạo hữu ý chí rộng rãi tất có đại thành tựu chúng ta cũng là vì cầu một cái nơi ở có chút bất đắc dĩ chiếm các ngươi một cái tiện nghi Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, kiếp vận này, thế muốn hủy đi nguyên giới hết thảy đồ vật, nếu là có cái gì còn chưa bị hủy đi, liền sẽ ngóc đầu trở lại. Kiếp vận một lần so một lần mạnh, chúng ta dựa vào đại đạo quân phù hộ, cùng hồng nguyên hạch tâm trèo chống, đã né ước năm lâu. Bây giờ tránh ở trong tam giới, không biết còn có thể kiên trì bao nhiêu thời gian. Đợi cho đại đạo quân hài cốt bị ma diệt, chỉ sợ chúng ta liền sẽ triệt để hôi phi yên diệt. Hứa ứng dò hỏi, kiếp vận có gì biểu tượng? Mẫn bạc nói, đầu tiên là tinh thần dập tắt, vạn đạo tàn lụi tan giã, lại là vũ trụ sụp đổ, vạn vật đưa về hỗn độn. Đổi lại chúng ta những này người tu đạo, chính là tự thân đại đạo bắt đầu mục nát, băng tán tan giã. Những cái kia đem đại đạo ký thác ở thiên địa, thiên địa vỡ nát một khắc này, cũng phấn thân toái cốt. Ô chân tử nói, những cái kia đem đại đạo ký thác tại tự thân, tự thân kiếp vận đánh tới, đại đạo mục nát, cả người hư thối, hôi phi yên diệt. Còn có chút ý đồ luyện chế bảo vật, bảo vệ mình xông ra vũ trụ, tiến vào hỗn độn hải chạy trốn, kiếp vận cũng sẽ thuận hỗn độn hải đánh tới, thuyền hủy người vong, triệt để tiêu tán. Mẫn bạc nói, cho dù chạy trốn tới vũ trụ khác, cũng là không thành, sẽ bị kiếp vận đuổi kịp. Thường thường thân tử đạo tiêu, đại đạo tan giã, chỉ ở trong chớp mắt. Đây là một trận đại nhân quả, vô luận người dùng cỡ nào phương pháp trốn, coi như chuyển sinh, coi như chạy trốn tới vũ trụ khác, coi như luân hồi ngàn tỷ lần, coi như đoạt xá ngàn tỷ lần, kiếp vận cũng hầu như sẽ đuổi kịp ngươi đưa ngươi triệt để hủy diệt. Hắn vừa mới nói ra lời này, đột nhiên đại đạo chủ hài cốt phát ra răng rắc một tiếng vang nhỏ, hài cốt mặt ngoài thêm ra một vết nứt. Mẫn bạc đám người sắc mặt khẽ biến, chỉ thấy bầu trời phiêu phiêu đáng đáng, rơi ra đạo hôi. Đó là đại đạo chủ hài cốt tao ngộ kiếp vận tập kích, tự thân một bộ phận đại đạo hóa thành cho tàn. Bất quá cũng may trận này đạo hôi chi tuyết không có tiếp tục bao lâu, liền từ ngừng. Hứa ứng lại tê cả ra đầu, loại kiếp này vẫn nhìn không thấy, sợ không được, không thể nào đề phòng, không thể nào ngăn cản, căn bản không biết từ đâu mà đến. Quách đạo tử nói, tam giới vũ trụ còn chỉ có 100 triệu tuổi tuổi tác, khoảng cách kiếp vận bộc phát còn rất xa xưa. Không cần phải lo lắng việc này, Mẫn Bạc nói, nhưng đây là mỗi cái người tu đạo đều chắc chắn gặp phải đại kiếp. Tỷ như bị ngạn những cái kia bại hoại, liền muốn ra các loại phương pháp đến tịch kiếp, khai sáng khác biệt công pháp. Hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích, hướng Nguyên Vị Ương nhìn lại, đúng lúc gặp Nguyên Vị Ương cũng nhìn về phía này. Hai người đồng thời nghĩ đến hỗn nguyên động nguyên tịch kiếp kinh. Tịch kiếp kinh cuối cùng một thiên, hơn phân nửa chính là bị ngạn đại cao thủ đối với như thế nào tịch kiếp làm ra thôi diễn. Khó trách cuối cùng một thiên chúng ta xem không hiểu, nguyên lai cuối cùng một thiên thật là dạy người như thế nào tịch kiếp. Hứa ứng thầm nghĩ, thánh tôn dò hỏi, như vậy, phải chăng có người có thể độ kiếp được vận? Mẫn bạc lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết. Bất quá đại đạo chủ đã từng nói, có lẽ tại đại đạo chủ trên cảnh giới tiến thêm một bước, tu luyện tới cuối của đại đạo, nói không chừng liền có thể độ kiếp được vận Chỉ là phải chăng có tầng thứ 11 một đạo cảnh, ngay cả hắn cũng không biết. Ta nguyên giới đạo pháp cơ cấu, chỉ có thể tu luyện tới đại đạo chủ cấp độ, không cách nào lại tiến một bước. Minh đạo đế không có cam lòng, nói, bị ngạn cơ cấu như thế nào. Có thể hay không tiến thêm một bước, mẫn bạc cười lạnh nói, bị ngạn hoàn toàn chính xác rất mạnh, cũng có đại đạo chủ cảnh giới tồn tại, nhưng nó cơ cấu, chưa hẳn liền siêu việt nguyên giới. Bọn hắn cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ ra đạo tầng thứ 11. Nguyên vị ương nhìn hứa ứng, hứa ứng minh bạch nàng ý tứ, nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên vị ương thế là lấy ra một phần giải mã sau tịch kiếp kinh, đặt ở mẫn bạc bọn người trước mặt, nói đây là bị ngạn chảy ra một môn đạo cảnh cửu trọng công pháp, cuối cùng một thiên, nội dung chính là như thế nào tịch kiếp. Mẫn bạc tiếp nhận đi, lật xem một lần, chỉ gặp kinh văn là dùng phù văn viết, chính mình căn bản xem không hiểu. Nguyên vị ương dùng đạo ngữ nhẹ giọng niệm tụng một lần, cuối cùng này một thiên công pháp, tối nghĩa không gì sánh được, các loại từ ngữ cho dù là lấy đạo ngữ đến đọc, cũng là chúc chắc, nghe được đầu người choáng não trướng. Mẫn bạc bọn người lại là càng nghe càng kinh hãi, đợi cho nguyên vị ương niệm tụng một lần, mẫn bạc sắc mặt nghiêm nghị, sau một lúc lâu nói, một thiên bất hủ công pháp, thế mà bắt đầu đọc lướt qua tịch kiếp, nói rõ bỉ ngạn đạo pháp thành tựu, hoàn toàn chính xác ở trên nguyên giới chư vị nếu đem như thế huyền công đem tặng chúng ta không thể không có phản hồi hắn nghiêng đầu phân phó vài câu quách đạo tử lập tức đứng dậy vội vàng mà đi sau một lúc lâu quách đạo tử mang tới một quyển kim thư giao cho mẫn bạc mẫn bạc nhẹ nhàng triển khai kim thư nhưng gặp trong kim thư văn tự cổ lão huyền ảo giống như điều trùng bay múa chỉ bất quá trong đó rất nhiều văn tự đã tổn hại không cách nào phân biệt đây là đại đạo chủ lưu lại bất diệt kim thư ghi lại hắn hỗn động bất diệt chân kinh Mẫn bạc đem Kim Thư đẩy lên hứa ứng trước mặt, nói, chúng ta đã không cách nào bảo hộ Kim Thư, Kim Thư lưu tại nơi này, chắc chắn bị hủy bởi kiếp vận bên trong. Hứa đạo hữu có thể cầm lấy đi nghiên cứu, hứa ứng vừa mừng vừa sợ, đem bất diệt Kim Thư thu hồi, nói, đa tả các vị đạo hữu. Viễn tổ nói, người trên kinh thư này văn tự, chúng ta một cái cũng không nhận ra. Mẫn bạc cười nói, đại đạo chủ từng nói, mọi loại đại đạo, trăm sông đổ về một biển, hắn chỗ viết kim thư, các ngươi nếu là từng chữ từng chữ phân biệt, căn bản học không đến tinh túy. Coi nó là thành đạo đi lĩnh ngộ, mới có thể có đến bất diệt đại đạo. Chư vị, hắn nhìn chung quanh một tuần, ánh mắt từ hứa ứng đám người trên mặt đảo qua, nói các ngươi muốn chứng được bất diệt, cần nhìn kinh này. Chương 1270, gặp lại người ấy. Hứa ứng đem Hỗn Động Bất Diệt Kinh thu hồi, môn công pháp này chỗ chân quý, chỉ sợ còn tại Hỗn Nguyên Động Nguyên Tịch Kiếp Kinh phía trên. Đương nhiên tịch kiếp kinh là hoàn chỉnh công pháp, bất diệt kinh đã không trọn vẹn. Nếu không mẫn bạc cũng sẽ không đem kinh này giao cho bọn hắn. Hứa ứng đứng dậy chào từ giã, đám người nhao nhao đứng dậy, mẫn bạc bọn người đứng dậy đưa tiến, đi vào di tích biên giới, liền dừng bước lại, nói các vị đạo hữu thứ tội, chúng ta không có khả năng tiến xa. Dừng bước, hứa ứng bọn người leo lên thúy nham lâu thuyền, lâu thuyền chậm rãi bay lên không, rời đi nhân gian giới. Trên thuyền đám người một mảnh trầm mặc, không người nói chuyện. Qua thật lâu, hứa ứng nói cha, lựa chọn phàm nhân tiến vào di tích cầu học một chuyện, sớm đi an bài. Chúng ta mặc dù cùng bọn hắn từng có hỗn độn khế ước, nhưng bọn hắn đệ tử cũng không có phương diện này ước định, tam giới văn minh cùng nguyên giới văn minh, hay là sớm muộn sẽ có xung đột cùng va chạm. Tiên đế hứa tính nhẹ nhàng gật đầu, nói ta trở lại tiên đình, cái này liền chuẩn bị. Hứa ứng nói, trong di tích bất hủ giả mặc dù tạm thời không có khả năng rời đi di tích, nhưng là bọn hắn đạt được tịch kiếp kinh về sau, liền có tạm thời tịch kiếp, rời đi di tích khả năng. Tương lai, bọn hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách rời đi. Chư vị còn cần cố gắng nhiều hơn tu hành, nếu không tương lai nhân gian giới tất có náo động. Tổ thần trầm giọng nói, nếu là có náo động mà nói, bọn hắn nhất định là nếm thử đem nhân gian giới đem tới tay. Hy sinh 10 vị trưởng lão, còn thừa lại 262 vị bất hủ, đối bọn hắn rất có lời. Đám người nhao nhao gật đầu, Thánh Tôn nói, ta đã đại đạo đẳng thân, tu thành bất hủ, có thể bảo vệ tam giới nhất thời bình an. Chỉ là chư vị còn cần cố gắng tu hành, sớm ngày đuổi kịp ta mới là, đừng để ta áp lực quá lớn. Hắn lời vừa nói ra, những người khác nhau nhau biến sắc, riêng phần mình không vui. Ở đây tất cả mọi người tự nghĩ không thua tại Thánh Tôn, cũng có mấy vị bất hủ cảnh, nhưng bởi vì còn chưa tới kịp truyền tu tân đạo, mới bị Thánh Tôn làm hạ thấp đi. Bất quá, bọn họ đích xác bị nhen lửa trùng tu đấu trí. Một là nguyên giới cho dù phá diệt, cũng còn có 272 tôn bất hủ cùng một tôn đại đạo chủ, quả thực kích thích đến bọn hắn. Hai là, nguyên giới phá diệt, loại kiêu hủy diệt nguyên giới, khiến cho bất hủ cùng đại đạo chủ cũng muốn rồi nhặng bu quanh kiếp vận, để bọn hắn cũng sinh ra cảm giác nguy cơ. Viễn tổ đột nhiên đằng không mà lên, kiểu đằng mà đi, thanh âm xa xa truyền đến, chư vị, ta đi trước một bước. Ta đem về thiên tiên giới tự phế tu vi, chuyển tu tân đạo. Tương lai, các người chờ ta tu thành trở về. Minh đạo đế trần chờ một chút, cũng từ hóa thành một đầu cực đại vô địch ngân long, phá không mà đi, nhưng không có nói cái gì. Trước mắt hắn tu luyện hay là bị ngạn pháp môn, nhưng bởi vì không có động nguyên nguyên nhân, thực lực tu vi kém xa trước đây. Chỉ là hắn còn không dám tự chém tu vi trùng tu tân đạo, một là lo lắng bị địa tiên giới chui chỗ trống, thừa cơ giết tới thiên tiên giới diệt long tộc, hay là lo lắng nội bộ thống trị bất ổn, có người đầu hàng bị ngạn, thừa cơ đoạt quyền. Long tộc dũng mãnh thiện chiến, xảy ra chuyện như vậy tỷ lệ rất lớn hắn nhất định phải đợi đến Minh Tuân Đế tu luyện có thành tựu, có chân nhiếp tứ phương năng lực mới có thể tu luyện tân đạo. Phế vật Thanh Huyền đưa mắt nhìn hắn đi xa, nói, Minh Đạo Đế lần này đi đằng sau, tất nhiên sẽ nhịn không được, tự chém tu vi. Ta nếu là tiên đế, liền cơ hội tốt này, xuất lĩnh địa tiên giới một đám trí tôn, chui vào thiên tiên giới, diệt trừ Minh Đạo, Minh Tuân, trần áp viễn tổ. Trên lâu thuyền, từng đôi mắt nhao nhao rơi vào tiên đế hứa tính trên khuôn mặt, Tiên đế hứa tinh ánh mắt thì rơi vào phế vật thanh huyền trên mặt, đám người lại nhao nhao nhìn về phía phế vật thanh huyền. Ngược lại là tổ thần, hắn đối với loại này phân tranh sớm đã nhìn lắm thành quen, chẳng quan tâm. Nhìn ta làm gì, ta chỉ là nói như vậy nói chuyện, ta như thế lười, làm sao lại đối với thiên tiên giới ra tay. Phế vật thanh huyền nhảy đến lâu thuyền lâu vũ nóc nhà, hướng về sau nằm xuống, ánh mắt chấp động, thấp giọng nói, trước tiên đem long tộc công chúa cưới, chiếm một cái chính thống danh phận. Long tộc cao thủ đông đảo, nhân tộc thống trị Long tộc chỉ cần kéo một phái đánh một phái, cùng Long tộc công chúa sinh hạ con cái, liền lập làm Long đế. Sau đó hai tộc thông hôn, lấy người thay thế rồng, đang giáo dục, văn hóa bên trên dần dần chèn ép Long tộc, để bọn hắn trở thành chủng tộc cấp thấp, chậm chậm diệt tuyệt. Long tộc phản kháng liền không có kịch liệt như vậy. Thánh tôn nhìn về phía Tiên đế hứa tính nói có thể thực hiện. Tiên đế hứa tính cười nói bây giờ địch nhân của chúng ta cùng đối thủ cũng không phải là Long tộc tam giới bình an vô sự, cần gì phải lại nổi lên chiến sự." Thánh Tôn lắc đầu nói, "Bệ hạ là một đời nhân đế, nhưng khai thác tiến thủ không đủ." Hắn cũng không có tiếp tục nhắc lên việc này, bởi vì địa tiên giới bây giờ tình thế một mảnh tốt đẹp, cao thủ xuất hiện lấp lấp, mở ra chiến sự liền sẽ người chết, rất có thể lại đánh gãy tình thế này. Huống hồ có nguyên giới di tích tại nhân gian giới nhìn chằm chằm, cũng không dung thiên tiên địa tiên khai chiến. Đám người trở về địa tiên giới, hứa ứng lấy ra hỗn động bất diệt kinh cẩn thận nghiên cứu. Thánh tôn, phế vật thanh huyền mấy người cũng lưu lại, cộng đồng lĩnh hội kinh này. Hỗn động bất diệt kinh thiếu thốn địa phương rất nhiều, bắt đầu tìm hiểu đến, độ khó so tịch kiếp kinh càng lớn, cho dù hứa ứng, nguyên vị ương, phế vật thanh huyền cùng thánh tôn bọn người là cái này 600. Không 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 trong năm bất thế gia thiên tài, bắt đầu tìm hiểu đến cũng khó khăn vạn phần. Thậm chí phế vật thanh huyền một lần hoài nghi, nguyên giới bất hủ có phải hay không muốn mượn kinh này đến phân tán bọn hắn lực chú ý, để bọn hắn không cách nào chuyên tâm tu hành, tăng thực lực lên. Bất chi bất giác, thời gian 3 năm đi qua, đã có không ít người trẻ tuổi tiến vào nguyên giới di tích cầu học, từ nơi đó học được rất nhiều nguyên giới bí mật bất truyền. Nhưng đối với tam giới ảnh hưởng lớn nhất vẫn là thiên tiên giới địa tiên giới vãng lai. Địa tiên giới bên trong, rất nhiều nhân tộc yêu tộc cao thủ, nhau nhau đi vào thiên tiên giới, giải mã bỉ ngạn đạo pháp thần thông, lấy tân đạo một lần nữa giải thích những công pháp này. Thiên tiên giới cũng phái tới rất nhiều long tộc tiến vào địa tiên giới, bốn chỗ cầu học, học tập tân đạo. Lưỡng giới giao lưu chi phong ngày càng hưng thịnh, một ngày này, Minh đạo đế tuyên bố từ đi đế vị, muốn tự chém tu vi, tu luyện tân đạo, dẫn tới thiên tiên giới trên dưới một mảnh xôn xao. Cho dù là địa tiên giới cũng là rất là chấn động. Phế vật thanh huyền hướng hứa ứng bọn người nói, Minh đạo đế tại ba năm trước đây cũng đã phế bỏ tu vi, đã trùng tu ba năm. Hắn nói ra lời này, nhưng thật ra là bởi vì hắn tại tân đạo bên trên đã có chút thành tựu, mà lại có người kế tục. Quả nhiên minh mạn công chúa trở thành long tộc nữ đế tin tức truyền đến, mà cựu đế Minh Tuân cũng tu vi tiến nhanh nhảy lên trở thành long tộc cường giả đứng đầu. Cựu đế Minh Tuân đem minh đạo đế cùng mình chém xuống cảnh giới, luyện thành pháp bảo, trong đó thậm chí có hai kiện bất hủ trí bảo. Minh mạn công chúa chính là thiên tiên giới tân đạo nhị tổ thân phận, lại thêm hai đại bất hủ trí bảo, lại có minh tuân cùng minh đạo phụ tá, rất nhanh liền đế vị vững chắc. Bây giờ muốn phòng bị chỉ là địa tiên giới tiên đế hứa tính, sẽ hay không thừa dịp long tộc hiếu đi tam đại bất hủ mà xâm lấn. Nhưng cũng may minh mạn công chúa là hứa đạo tổ đệ tử, cho nên loại tình huống này một mực không có phát sinh. Ba năm ở giữa, nhân gian giới vô sự, nguyên giới di tích một mực không có khuyết trương dấu hiệu, di tích chi chủ thành thành thật thật tại trong di tích truyền thụ đệ tử, tam giới bình bình an an. Trong ba năm này, phế vật thanh huyền cùng thánh tôn đám người đã đối với hỗn động bất diệt kinh tuyệt vọng, nhao nhao rời đi, không còn lĩnh hội môn công pháp này. Nguyên vị ương cũng từ từ bỏ, chỉ có hứa ứng còn tại phỏng đoán môn công pháp này, mặc dù có chút thu hoạch, nhưng khoảng cách giải mã đi ra từ đầu đến cuối không có bao lớn tiến triển. Thật chẳng lẽ như phế vật thanh huyền nói, mẫn bạc cho chúng ta môn công pháp này, nhưng thật ra là vì lãng phí tinh lực của chúng ta tại trên môn công pháp này, hoàng phế đạo pháp tự thân thần thông. Hứa ứng nghĩ tới đây, cũng có chút hoài nghi mẫn bạc dụng ý. Ngày hôm đó, hắn lại lần nữa triển khai kim thư, chỉ gặp trên kim thư văn tự đột nhiên biến mất một cái, lại là kiếp vận đột kích, kim thư cũng khó tránh khỏi mục nát, đại đạo chủ Lạc ấn đại đạo văn tự cũng bởi vậy chôn vùi. Số lượng từ thiếu đến càng nhiều, môn công pháp này liền càng khó tìm hiểu thấu đáo. Chương 1271, hứa ứng khép lại kim thư, gặp nguyên vị ương đang bế quan, thế là chính mình ra ngoài đi một chút, thư giãn một chút lòng khẩn trương cảnh hắn yên lặng tại giải mã bất diệt kinh bên trong, tinh thần cao độ khẩn trương, giờ phút này ra ngoài du lịch, chỉ gặp biệt tiên giới tại tiên đế hứa tính quản lý dưới, ngay ngắn rõ ràng, trăm nghề hưng thịnh, nhất là học cung học viện, dị thường phát đạt. Những ngày học cung học viện bên trong luyện khí sĩ, so hứa ứng năm đó còn cường đại hơn, bọn hắn tu luyện tân đạo, học chính là thoát thai từ bỉ ngạn đạo pháp thần thông, triệu hoán động nguyên, căn cơ không gì sánh được vững chắc. Chỉ cần có tư chất ngộ tính, liền trên cơ bản có thể trở nên nổi bật. Hứa ứng một đường nhìn lại, trong bất chi bất giác đi vào ngày cũng nguyên thú thế giới. Lúc này nguyên thú đã là địa tiên giới một bộ phận, không có khả năng gọi thế giới. Nhưng gặp nguyên thú cũng nhiều có học cung học viện, lúc đầu tông môn thế lực, đã tại học cung học viện trùng kích vào lung lay sắp đổ, rất nhiều tông môn không tiếp tục kiên trì được, chỉ còn lại có một hai cái lão giả trông coi sơn môn. Hứa ứng trong bất chi bất giác đi vào vĩnh châu địa giới, nơi này cũng không phải là cố hương của hắn, chỉ là hắn một thế này được an bài trong trí nhớ cố hương, nhưng là hắn hay là trở lại nơi đây. Vĩnh Châu sớm đã phát sinh biến hóa nghiêm trời lệch đất, nhìn không ra bộ dáng lúc trước, từng tòa tiên sơn treo ngược, bồng bềnh ở trên bầu trời, linh khí mở mịt, từ trên tiên sơn rủ xuống, như là trắng noãn thác nước. Trong tiên sơn có học cung rất nhiều còn sẽ không phi hành luyện khí sĩ thuận từ vạn trượng trên tiên sơn rủ xuống thanh đằng leo lên, leo về phía trước. Bọn hắn qua lại linh khí cùng mây mù ở giữa, cầu học chi tâm bức thiết. Ở trong núi, còn có rất nhiều cửa thú nghỉ lại, cường đại yêu tộc phát ra vang vọng dãy núi tiếng kêu, tiên cầm tại trong mây mù xuyên thẳng qua. Hứa ứng đi vào trên tiên sơn học cung, chỉ gặp tòa học cung này gọi là cửu nghi học cung, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, hướng một cái luyện khí sĩ nghe ngóng cửu nghi học cung lai lịch, luyện khí sĩ kia nghe hắn khẩu âm cũng là bản địa khẩu âm, cười nói, người hồi lâu chưa có trở về a à. Cửu nghi học cung là thanh bích tiên tử sở kiến, đã có hơn 10 năm. Thanh bích, hứa ứng ngơ ngẩn, trước mắt chưa phát xác hiện ra núi đá miếu hoang bên giếng cổ, cái kia trang điểm thiếu nữ áo trắng hình tượng. Lúc này, người ấy thân ảnh ánh vào tầm mắt của hắn, tỉnh lại đi qua trong tuế nguyệt ký ức. Thanh bích tiên tử xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, nhìn thấy hắn, cũng là nao nao. Sau một lúc lâu, hứa ứng cùng thanh bích cùng nhau mà đi, đi vào trên cửu nghi sơn, làm một tòa mộ hoang nhổ cỏ tảo mộ. Người đã thật lâu chưa có tới nơi này, thanh bích tiên tử gặp hắn là chu tề vân dâng hương, nhịn không được nói hứa ứng thẳng lên thân eo cười nói đúng vậy a à. ta không biết người vậy mà về tới nơi này còn khai sáng cửu nghi học cung hắn nhìn qua cái này áo trắng như tuyết nữ tử trong lúc nhất thời các loại tình cảm lại lần nữa vào tới hắn vốn cho là chính mình khởi tử hoàn sinh có được nguyên vị ương đằng sau sẽ từ này quên đoạn này mông lung tình cảm nhưng là thấy đến thanh bích đằng sau mông lung tình cảm nhưng lại cho tàn lại cháy những năm này ta luôn luôn có thể nghe được rất nhiều liên quan tới người truyền thuyết Thanh Bích ngữ khí nhẹ nhàng, nói: "Nghe nói ngươi trở thành Hứa đạo tổ, chiến bại bỏ mình, về sau lại còn sống, lại đến về sau ngươi lại cùng tiên đế quyết chiến, các loại tin tức đều truyền tới, không biết là thật là giả. Ngươi còn tốt chứ?" Hứa Ứng hỏi, Thanh Bích trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp, cười nói: "Ngươi không đến trước đó, ta nội tâm từ đầu đến cuối hoàn toàn yên tĩnh, dạy bảo đệ tử sau khi, ta liền đi theo Ngộ Không đạo nhân tu hành thái thượng đạo, cũng coi như có thành tựu." Hứa Ứng kinh ngạc nói: "Ngộ Không đạo nhân, hắn cũng ở nơi đây?" Thanh Bích tiên tử lắc đầu nói: "Hắn nguyên bản tại Thái Thượng động nguyên tu hành, ta cũng tu hành đạo này, ở nơi đó gặp hắn. Năm đó hắn đã từng cho ta ba viên hạt sen đạo quả, còn nhớ rõ ta, thế là ta liền tại bên cạnh hắn tu hành." Thái Thượng động nguyên cực kỳ hung hiểm, đây là một cái tổn hại động nguyên, là Hạo Thiên Đế kích thương Thái Thượng động nguyên chi chủ mà lưu lại đạo thương vị này bất hủ chân vương thế là mượn tu luyện thái thượng động nguyên người tu vi cùng ngộ tính đến tu bổ thái thượng đạo, trợ chính mình chữa thương. Bởi vậy tiến vào thái thượng động nguyên tu luyện, rất có thể sẽ hóa đạo, thân tử đạo tiêu, thành toàn vị kia bất hủ chân vương. Bất quá, bây giờ ngộ không đạo nhân đã xưa đâu bằng nay, hắn mặc dù đi vẫn như cũ là cựu đạo con đường, nhưng thực lực cực kỳ cường đại, không phải thái thượng động nguyên có khả năng đồng hóa. Ngộ không đạo nhân hiện tại nơi nào? Hứa ứng dò hỏi, còn ở trong thái thượng động uyên Hứa ứng lúc này cùng nàng cùng một chỗ cảm ứng Thái Thượng Động Uyên, sau một lúc lâu, hai người song song nhục thân phi thăng, tiến vào Thái Thượng Động Uyên. Hứa ứng lần đầu tiên tới nơi đây lúc, là cùng Thanh Bích cùng một chỗ, nguyên thần phi thăng, hiện tại lại lần nữa bay vào, cho dù mang theo nhục thân cũng không có bao lớn trở ngại. Tu vi thực lực của bọn hắn so khi đó cường đại quá nhiều. Hai người hướng Động Uyên cuối cùng bay đi, đợi đi vào vết rách lớn kia trước, nhưng không thấy ngộ không đạo nhân bóng dáng. Thanh bích tiên tử kinh dị một tiếng, bốn phía tuần sát, vẫn là không có tìm được ngộ không đạo nhân. Chẳng lẽ ngộ không đạo nhân rời đi? Thanh bích tiên tử kinh ngạc nói, hắn tới nơi đây là vì lĩnh hội bất hủ cảnh, nếm thử đột phá thái thượng đạo, chẳng lẽ hắn đã tu thành bất hủ rồi? Hứa ứng lắc đầu nói, bất hủ há lại dễ dàng như vậy. Lấy ngộ không đạo nhân nội tình, không đến mức nhanh như vậy liền tu thành bất hủ. Thanh bích tiên tử suy đoán nói, hắn đã rời đi, hẳn là tu thành thái thượng đạo, thế là trở về tổ đình. Hứa ưng ánh mắt rơi vào thái thượng động nguyên cái khe lớn bên trên, đột nhiên nói ta không cảm thấy hắn còn ở trong tam giới. Nếu là còn tại tam giới, lấy hắn bản tính đã sớm chạy đến. Những năm gần đây phát sinh rất nhiều đại sự, đều không có tung ảnh của hắn. Ta hoài nghi, hắn đã tiến nhập trong cái khe. Thanh bích tiên tử nhìn về phía cái khe lớn, lẩm bẩm nói, đạo vết sách này thông hướng nơi nào. Hứa ứng trầm giọng nói, bị ngạn khai sáng thái thượng đạo vị kia bị ngạn bất hủ sau đầu. Bị ngạn, thanh bích tiên tử trong lòng giật mình. Bị ngạn, một tôn bất hủ chân vương từ trong ngủ mê tỉnh lại, mở miệng nói tìm kiếm tam giới trinh sát, trở về rồi sao? Còn chưa từng, một vị đệ tử vội vàng không người, nói, sư tôn trong lúc bế quan, từ sư tôn trong động nguyên chạy đến một con khỉ con, phá phách cướp bóc một phen, bị hắn đào thoát. Trường 1272, Đại Đạo Chủ tới chơi một con khỉ con từ ta sau đầu trong động uyên chạy ra. Vị kia bất hủ chân vương chậm rãi đứng dậy, thân thể cao lớn, sau đầu thái thượng động uyên hơi rung nhẹ một chút, phía sau hắn một vùng tăm tối, mấy ngàn vũ trụ lơ lửng ở trong hỗn độn hải, thái thượng động uyên đến hàng vạn mà tính. Những động uyên này đều không ngoại lệ, đều có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết sách. Đạo vết sách này nhìn như tại trong động uyên, kỳ thực ở trên người hắn. Bất hủ giả, đại đạo đẳng thân, thân giữ đạo đồng, đại đạo bị hao tổn chính là tự thân bị hao tổn hắn chính là thái thượng đạo đại đạo chúa tể bất hủ chân vương ngự huyền thông hắn từ khi bị hạo thiên đế trọng thương đằng sau liền một mực dưỡng thương nhưng thương thế từ đầu đến cuối không có khỏi hẳn giống hắn tồn tại bực này mỗi lần thụ thương đều là một kiện khó lường sự tình rất khó chữa trị bất quá cũng may có trong hỗn độn hải mấy ngàn vũ trụ người tu hành dùng tính mạng của mình giúp hắn chữa thương thương thế đã khôi phục rất nhiều nhưng cũng bởi vì thương thế dẫn đến hắn đang bế quan nhập định thời điểm lại bị một con khỉ con thuận hắn động uyên chỗ tổn hại trốn thoát con khỉ này còn đả thương các ngươi ngự huyền thông gọi đệ tử môn sinh quả nhiên thấy những đệ tử môn sinh này trên thân có nhiều đạo thương càng làm hắn hơn tức giận là những đạo thương này đều xuất hiện tại cùng một cái vị trí vị trí này cũng là hắn đạo thương vị trí ngự huyền thông xem xét một phen diện mục xâm nhiên nói hắn dùng thái thượng đạo đả thương các ngươi mà lại đều là đả thương cùng một cái vị trí chúng đệ tử trên mặt vẻ xấu hổ cúi đầu xuống không dám làm âm thanh ngự huyền thông cười lạnh nói tu luyện đạo pháp của ta thuận ta động nguyên chui vào động phủ của ta dùng của ta thái thượng đạo đả thương đệ tử của ta vết thương còn muốn cùng ta giống nhau như đúc thật lớn mật con khỉ này từ chỗ nào tòa động nguyên đi ra trong đó đại đệ tử loan sư tông vội vàng chỉ hướng ngự huyền thông sau đầu một cái hố uyên nói đệ tử nhìn thấy con khỉ bắt đầu từ tòa động nguyên này vết rách leo ra Ngự huyền thông nhìn về phía tòa kia động nguyên, sắc mặt biến hóa, tòa động nguyên này, đối ứng là tam giới vũ trụ. Đả thương ta hạo dập, chính là đến từ tam giới. Liên quan tới tam giới vũ trụ, đã trở thành rất nhiều bất hủ chân vương cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Đầu tiên là đến từ tam giới thông thiên đạo nhân, tại bỉ ngãn nhấc lên một phen gió tanh mưa máu, hậu thế đến đây cầu học hạo dập, đột nhiên bại lộ nhanh vuốt, cơ hồ đánh khắp bỉ ngạn, cuối cùng vẫn chết mấy vị bất hủ chân vương, mới đưa hắn chém giết nhưng mà hạo dập sự tình còn chưa yên tĩnh liền lại có một nhóm tam giới thổ dân thế mà đi theo thúy nham bay đến bỉ ngạn trở thành một phương giặc cỏ hiện tại lại có một con khỉ con từ tam giới chạy tới mà lại là thuận hắn động uyên vết rách chạy đến bỉ ngạn hỗn độn hải nhiều như vậy vũ trụ liền không có tam giới vũ trụ khó chơi như vậy hay là sớm tìm được tam giới đem đất nghèo này sớm một chút xương ngự huyền thông vừa mới nghĩ đến nơi đây đột nhiên một cái hùng vĩ thần thức ở trong hư không ba động Hóa thành thanh âm truyền lại đến trong đầu của hắn. Ẩn Nguyên tử đạo hữu đã gặp bất hạnh, Ngự Huyền Thông Tâm thần đại chấn, Thất Thanh nói, Ẩn Nguyên tử chết rồi. Cái này sao có thể? Làm Bỉ Ngạn bất hủ chân vương, hắn động nguyên kết nối mấy ngàn vũ trụ, trải rộng hỗn độn hải, coi như gặp được không có khả năng địch nổi cường địch, hắn cũng có thể tùy thời thông qua động nguyên chạy trốn, làm sao lại tử vong? Sẽ là kiếp vận đến sao? Hắn đi ra ngoài, đi vào ngoài động phủ, nhưng gặp hắn động phủ cao ở đám mây phía dưới hỗn độn minh mông, muôn hình vạn trạng, đang có từng tôn bất hủ chân vương từ trong bế quan tỉnh lại, nhao nhao đi ra động thiên phúc địa. Bỉ ngạn, sắp biến thiên, ngự huyền thông trong lòng yên lặng nói, chân vương cái chết, không thể coi thường, năm đó hạo dập chém giết vài tôn chân vương, đã để bỉ ngạn chấn động, bây giờ ẩn nguyên tử cái chết, càng là trợ giúp. Hứa ứng cùng thanh bích tiên tử rời đi thái thượng động nguyên, hai người suy tư thật lâu, cũng không biết ngộ không đạo nhân là có hay không đi bỉ ngạn. Hai người trở lại trên cửu nghi sơn, Thanh Bích cười nói, ta trong học cung kia, còn có đệ tử chờ ta. Hứa ứng cùng nàng từ biệt, đưa mắt nhìn nàng đi xa, thấp giọng nói, ta cũng nên rời đi tam giới, đi một chuyến bỉ ngạn. Hắn xoay người lại, đã thấy một cái nam tử áo trắng đứng tại Chu Tề Vân phần mộ trước, bộ dáng cùng Chu Tề Vân đơn giản giống nhau như đúc. Hứa ứng hồ nghi, đi ra phía trước, nam tử áo trắng kia chào, cười nói, ta không biết nên lấy mặt mũi nào tới gặp các hạ rất khoát lựa chọn các hạ một cái người quen thuộc nhất. Hứa Ứng không tự chủ nhắc lên tu vi, làm tốt xuất thủ chuẩn bị, nói ta cùng Chu Tề Vân kỳ thật cũng không quen. Nam tử áo trắng kia nói, nhưng mà Chu Tề Vân lại ảnh hưởng tới Hứa đạo tổ đằng sau mỗi một cái lựa chọn, hắn cái chết đưa cho ngươi xúc động quá lớn. Để cho ngươi thấy được thu hoạch, thấy được nuôi dưỡng. Người suốt đời vì đó phấn đấu, đều là tránh cho thu hoạch, tránh cho bị người điều khiển. Hứa ứng có một loại cảm giác giận cả tóc gáy, các hạ đến cùng là ai? Đối với tất cả mọi người tới nói Chu Tề Vân là ai, dâu Chu Tề Vân chỉ là nguyên thú thế giới một cái nho nhỏ na tiên, tu vi thấp, như là giọt nước trong biển cả, bây giờ trên đời so với hắn tu vi cao hơn thực lực cao hơn người, hàng trăm triệu. Cái chết của hắn, đồng dạng cũng không khẩn yếu, sử thượng bởi vì độ kiếp mà chết người cũng tương tự hàng trăm triệu, người kinh tài tuyệt diễm, càng hơn hắn. Nhưng là đối với hứa ứng tới nói, Chu Tề Vân cái chết là để hắn ý thức đến trên đời có câu cá khách tồn tại, có rau hẹ lão tồn tại, có người dùng mồi câu câu cá, có người trồng trọt rau hẹ. Sự thực máu me lập tức bày ở trước mặt hắn, để hắn tỉnh táo, để hắn phản thu hoạch, để hắn lên cùng những cái kia nhìn như vô cùng cường đại người thu hoạch quyết đấu quyết tâm. Hắn muốn cải biến đây hết thảy, đều là bởi vì Chu Tề Vân cái chết mà lên. Nhưng chuyện này, người biết không nhiều, càng nhiều người biết là hứa ứng bị tiên đế ám toán, bị đế quân ám toán, trầm luân 48, 0005, tại trong nghịch cảnh quật khởi. Nhưng mà người thần bí này lấy chu tề vân diện mục tới gặp hắn, một lời nói ra tâm kết của hắn, không thể không để hắn cảnh giác. Nam tử áo trắng cười nói, tại hạ đạo Tông Nguyên, trên người người cái kia sách hỗn động bất diệt kinh, chính là tại hạ chỗ lấy. Hứa ứng thất thanh nói, nguyên giới đại đạo chủ, người còn sống, trong lòng của hắn càng thêm run rẩy tê cả ra đầu, suýt nữa trốn bán sống bán chết, hắn cùng mẫn bạc các loại nguyên giới di dân lập thành hỗn độn thể ước về sau mẫn bạc từ nói đại đạo chủ đã chết nhưng bây giờ đại đạo chủ hết lần này tới lần khác lấy chu tể vân diện mục xuất hiện ở trước mặt hắn chẳng lẽ nói đại đạo chủ muốn thanh tẩy thế giới này diệt trừ bọn hắn những này dị đạo tu sĩ đem tam giới biến thành một cái khác nguyên giới đạo tông nguyên cười nói đây chỉ là ta một sợi ý thức hiển hóa mà thôi ta đã chết nhưng chưa từng chết hết ta còn thừa lại ba sợi ý thức một sợi trấn thủ thi hài thủ hộ nguyên giới vũ trụ hải cốt, một sợi ý thức thủ hộ ta đạo thể, cùng kiếp vận đối kháng. Còn có một sợi ý thức thần du tam giới, hứa ứng sắc mặt âm tình bất định, trong lòng âm thầm tính toán, bây giờ đại đạo chủ hải cốt không ở nơi này, chính mình nếu như xuất thủ, có thể hay không xử lý hắn. Hắn suy tư một lát, liền từ bỏ ý nghĩ này. Ẩn nguyên tử bực này tồn tại cường đại, đều bị trước mắt vị này đại đạo chủ gạt bỏ, chính mình chút bản lãnh này hiển nhiên không đáng chú ý, các hạ lại là làm thế nào biết ta cùng Chu Tề Vân xử tình? Hứa ứng buông xuống sát tâm, dò hỏi. Đạo Tông Nguyên nói: Chu Tề Vân đối với ngươi mà nói là chết hồn phi phách tán, bất diệt chân linh cũng không có thể tồn tại trí nhớ của hắn. Hắn người này đã triệt để tiêu tán tại trong vũ trụ, chỉ lần này một ngôi mộ hoang mà thôi. Nhưng với ta mà nói, Chu Tề Vân nhục thân cùng ý thức chỉ là đổi một loại hình thức tồn tại. Ta có thể tại trong vũ trụ sao trời tìm kiếm mảnh vỡ ý thức của hắn. Có thể đem những mảnh vỡ này tụ lại đứng lên, đọc cuộc đời của hắn. Ta có thể vì hắn tụ tàn hồn, tái tạo nhục thân, thậm chí có thể cho hắn phục sinh. Bởi vậy ta cũng có thể dùng bộ mặt của hắn tới gặp các hạ. Chương 1273, Hứa ứng động dung, loại này nghịch chuyển sinh tử thậm chí nghịch chuyển luân hồi thủ đoạn, hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa từng nghe qua. Nếu là người muốn phục sinh Chu Tề Vân, ta cũng có thể để hắn phục sinh. Đạo tông nguyên nói, không hứa ứng quả quyết cự tuyệt đạo tông nguyên ngạc nhiên đối với hứa ứng tới nói chu tề vân là hắn gặp phải đối thủ thứ nhất mang cho hắn gợi mở to lớn ảnh hưởng tới hắn sau này đi hướng nhưng phục sinh chu tề vân đối với hắn mà nói cũng không cần thiết nói cho cùng chu tề vân chỉ là nguyên thú thời đại kia thế phiệt dù có chỗ bất phàm nhưng cũng không đáng giá lưu luyến địa phương hứa ứng tế điện chu tề vân chỉ là tế điện từng cái như chu tề vân như vậy bị thu gặt người giống như là một loại thúc dục thúc đẩy chính mình không dám quên bị thu gặt người vận mệnh bi thảm hứa ứng cười nói đạo huynh tới gặp ta cần làm chuyện gì đạo tông nguyên cười nói mẫn bạc đem hỗn động bất diệt kinh tặng cho các hạ trong lòng còn có làm loạn muốn dùng cái này sách đến chỉ hoãn tam giới anh tài tu hành ta lần này đến là vì hóa giải đoạn ân oán này hứa ứng giận tím mặt mẫn bạc kẻ này quả nhiên như thanh huyền nói dùng cuốn sách này đến hại chúng ta thiệt thòi ta còn đem tịch kiếp kinh cuối cùng một thiên đem tặng thật sự là lang tâm cẩu phế. Hắn thống mạo một trận, phát tiết nộ khí, ngược lại lại nho nhã lễ độ, hướng đạo tông nguyên,